Nhất Thế Chi Tôn Ngoại Truyện 2, Đương Thời Minh Nguyệt Tại, Kỷ Nguyên Mới, Thời Đại Mới, Tiền Doãn ngồi trên giường, tay cầm vạn giới thông thức phù, hết sức chăm chú nhìn hình ảnh chiếu lên trên tường đối diện. Chư Thiên Vạn Giới Trù Thần Đại Tái, do Nguyệt Cung tổ chức đã gần đến hồi kết, lúc này, hai tuyển thủ cuối cùng sẽ ngay trước mặt quản hàng tiên tử Nguyễn Ngọc Thư tranh đoạt danh hiệu Trù Thần, người thắng không chỉ được sắc phong làm thần quân chấp trưởng quyền lực tương ứng. Lại còn được thưởng một bình rượu quản hàng, Nguyệt Quế Tửu, giúp tăng tuổi thọ lên chín vạn năm, còn có công hiệu thoát thai hoáng cốt. Bên trong nguyệt cung, ánh trăng sáng ngời, quảng hàng tiên tử, Nguyễn Ngọc Thư ngồi trong ánh trăng, ánh mắt vô cùng chăm chú. Dung nhan của cô tuy có cảm giác mơ hồ, song vẫn đẹp tới mức làm người ta kinh diễm, khiến trái tim tiền doãn không nhịn được đập nhanh, không hổ là người đẹp hàng đầu trong các nữ tiên. Trung ương điện đối diện Nguyễn Ngọc Thư, sừng sững một cái đồng lô cao bằng nửa người, tỏa ánh lửa màu xanh lục và xám đen, âm khí nồng đậm, cô uế nặng nề bên cạnh đồng lô một nam tử mặt bào đen tóc xỏa tung mặt mày như người bệnh chính là sát nhân táo vương đổng thư lý lần đầu tiên xuất trướng tục truyền là hậu duệ của trù thần tiền nhiệm đã vẫn là kế thừa toàn bộ y bác của đối phương nhưng y lại tự mở cho mình một con đường mới khác một đường thẳng tiến vô cùng mỹ vị được cả địch lẫn ta đều đồng tình hắn chấp tay xem như hành lễ lãnh liệt mở miệng tự nhiên chi đạo càng nguy hiểm thì càng mỹ lệ và sáng lạng đồ ăn cũng vậy, như thế mới có thuyết thế tục gọi là liều chết ăn cá nóc. Hôm nay ta lấy những đồ ngũ hành trí độc, râu sứ quỷ diện, nước cây thất bộ hồng, nanh u minh ma ngô, túi mật đố phẫn hỏa mãn, dạ dày thực kim độ điểu làm vật liệu, lại lấy cửu âm ma hỏa làm lửa nấu cùng với thiên địa độc vương công, ra lô vào canh giờ trí âm chí tà, nấu ra một bát cửu tử bất hối canh, độc tới cực điểm, nhưng cũng mỹ vị tới cực điểm, tiên nhân chỉ dùng một chén tan hết tu vi cũng muốn nếm, phàm tục dù chỉ một ngụm, âm tào địa phủ dư vị hồi. Đương nhiên, tiên tử là truyền thuyết đại năng, có thể hưởng mỹ vị mà không cần lo độc tính làm ảnh hưởng tới bản thân. Nói xong, khiếu huyệt chung quanh động thư lý đều sáng lên, phát ra dị quan, tụ thành một giải lụa năm màu sặc sỡ, âm thanh xèo xèo không ngừng bên tai, như đang độc thực hư không. Lôi hết đống nguyên liệu nấu ăn sặc sỡ mỹ lệ mà kinh dị khủng bố ra khỏi những trữ vật, theo một quy luật nào đó, một phân lượng đặc biệt nào đó từ từ được bỏ vào bên trong đồng lô được cửu âm ma hỏa thiêu đốt ma hỏa yếu dần chỉ còn ở đáy đồng lô thiên địa độc vương công tác động vào không ngừng biến hóa sau khi cửu tử bất hối canh tiến vào giai đoạn cuối cùng cũng là giai đoạn dài nhất đám tiền doãn nhìn thấy một nữ tử dung nhan bình thường đi vào trong điện mặc bộ quần áo màu lam sẫm tạo cảm giác rất nặng nề chính là một trong hai thí sinh tranh giành danh hiệu trù thần năm nay tiểu đỗ tiên sinh đỗ nguyên chi để được gọi là tiên sinh, phải đạt một số yêu cầu, bất kể đó là nam hay nữ. Trong Mỹ thực chi đạo, Đỗ Nguyên chi đủ tiêu chuẩn để được gọi là tiên sinh, bởi vì tham gia chư thiên vạn giới trù thần đại tái mà thanh danh lan xa còn có một vị tên là lão đỗ tiên sinh, đỗ đương quy, cho nên để phân biệt, cô được gọi là tiểu đỗ tiên sinh, phong cách nấu ăn công chính bình thản, phản phát quy chân, thức ăn làm ra bình thường vô cùng, nhưng lại khiến người ta khó có thể quên, rất được mọi người hoan nghênh. Đỗ Nguyên Chi trang trọng hành lễ, thu liễm thần sắc, lần này, ta muốn làm một bát cháo, một bát cháo. Một bát cháo làm sao thể hiện được tài nghệ nấu ăn? Làm sao sánh bằng món ăn, cử tử bất hối canh, nấu nướng phức tạp, tài liệu quý hiếm, dù nguy hiểm nhưng vẫn làm người ta không kìm lòng được muốn nếm. Tiền Doãn ôm lấy gối đầu, cắn vào rìa gối, tim đập bình bịch nhanh hơn. Bát cháo này sẽ lấy gạo long nha làm vật liệu, lấy sự ngọt ngào, nhớ nhung, đau khổ và cô tịch của 37 năm tràn trọc trăn trở của ta làm vật dẫn, lấy thất tình lục hỏa quyết để chế biến, lấy kinh Phật để làm tài liệu phụ. Đỗ Nguyên Chi nét mặt dịu dàng, như đắm mình vào trong hồi ức, bác cháu này, ta đặt tên cho nó là cầu không được, cầu mà không được, trong đắng có chát, nhưng cũng có cái đẹp của sự động lòng thời ban sơ, đó là những cảm xúc, kỷ niệm tốt đẹp nhất, khó quên nhất nhưng cũng không thể trở về nhất của cuộc đời. Ăn bát cháo này, nhớ kỹ hương vị này sẽ không có lại bát thứ hai bởi vì toàn bộ tình cảm của ta về mặt này đều đã dồn hết vào trong này không thể lại làm ra bát cháo thứ hai được nữa giống như hồi đó chỉ có thể từ xa nhìn theo người ta rời đi cầu mà không được cô nói hơi lộn xộn nhưng giọng nói trầm vang thấm vào tận lòng người đám tiền doãn nghe mà vô cùng cảm xúc nhìn cô thi triển thất tình lục hỏa quyết bắt đầu nấu bát cháo cầu không được kia thời gian trôi qua Cửu tử bất hối canh, hoàn thành xong trước, đồng lô mở ra, bay ra từng giọt nước như tinh hà trên trời đổi chiều, dừng ở trong bát ngọc, vừa vặn non nửa bát, lóng lánh trong suốt, nhìn từ góc độ khác nhau sẽ cho ra màu sắc khác nhau, đẹp đến mức kinh người, mà hương vị càng thêm kinh người, khiến đám thị nữ hầu quanh nguyệt cung không nhịn được nuốt nước miếng, mấp máy môi vì thèm ăn. Vẻ mặt Nguyễn Ngọc Thư trang nghiêm mà trịnh trọng, như đang đối mặt với một vật đáng để thành kính nhất trong chư thiên vạn giới, bưng lên bát nhỏ Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nhấp một cái, lẳng lặng cảm nhận một lát, cô không để ý hình tượng tiếp tục uống nữa, đến khi chén cửu tử bất hối canh cạn sạch, sắc mặt thì lúc đỏ lúc xanh, nhưng rồi nhanh chóng trở lại như cũ, uống vào có một cảm giác cực ngon bùng nổ trong miệng như pháo hoa, vô cùng kích thích, vô cùng rực rỡ, vô cùng ngon, Nguyễn Ngọc Thư bình luận lời ít mà ý nhiều, bưng lên một chén nhỏ, uống một ngụm quỳnh tương ngọc dịch để xóa đi cảm giác vừa rồi, không làm ảnh hưởng tới việc nếm thử món khác. Đổng Thư Lý cười vui vẻ, lùi sang bên, chờ Đỗ Nguyên Chi hoàn thành cháo, cầu không được. Một hồi lâu sau, Đỗ Nguyên Chi mở lô đỉnh, đổ ra một chén cháo hoa nhìn rất bình thường, nhưng đám thị nữ xung quanh Nguyệt Cung lại thi nhau hít mũi, sau đó nhắm mắt lại, nét mặt đầy thỏa mãn ngọt ngào, chỉ mỗi hương vị đã khiến các cô cảm nhận được tinh túy của bác cháo này. Cháo hoa đưa tới bàn của Nguyễn Ngọc Thư, các thị nữ đều tỏ vẻ mất mát, phiền muộn, nhớ nhung, đau đớn nhưng vẫn đầy mong chờ giống như đó không phải một bát cháo, mà là một thứ mà tận đáy lòng các cô lúc nào cũng nhớ, cầu mà không được. Nguyễn Ngọc Thư lại nhắm mắt, bưng chén lên, khoái nhẹ, ăn một miếng nhỏ, cô như khựng lại, thật lâu vẫn không hồi thần, khóe miệng khi thì cong lên, khi thì mất máy, nhưng vui nhiều hơn buồn. Không biết qua bao lâu, cô mở mắt, đôi mắt trong vắt, sáng ngời như ánh trăng, nhẹ nhàng nói, nếu nói về vị ngon, thì không bằng cửu tử bất hối canh, nhưng đối với người ăn, mỗi người đều sẽ cảm nhận được một cảm xúc sâu sắc là hương vị trong lòng là hương vị của hồi ức ta muốn ăn nó thật chậm người chiến thắng chư thiên vạn giới trù thần đại tái lần này là đỗ nguyên chi nói xong không nhìn vẻ mặt của hai người cũng không chú ý thảo luận trong vạn giới thông thức nguyễn ngọc thư lấy ra một cái bình nhỏ khẽ thả bay qua cho đỗ nguyên chi cười điềm đạm đây là lấy hoa cây quế ngàn năm của nguyệt cung kết ra thêm bàn đào trần nhưỡng thành rượu ngon có thể kéo dài tuổi thọ chín vạn năm, giúp ngươi thoát thai hoán cốt, có thêm ý vị trầm tĩnh chi ý. Đỗ Nguyên Chi vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc khi nấu ăn, nụ cười hơi cứng ngắc, nhận lấy Nguyệt Quế Tửu, vội nhấp một ngụm, không phải vì muốn tăng tuổi thọ, đơn thuần chỉ là muốn cảm nhận vị ngon mà bao lâu nay chưa từng được nếm thử. Nước trôi vào cổ, một tia lạnh chảy xuống lòng, Đỗ Nguyên Chi bỗng có cảm giác mình đã say, sự nhớ nhung, ngọt ngào, hoan hỷ, thống khổ, không cam tâm, mất mát phiền muộn và các tâm tình khác khi nấu ăn đều lắng xuống chỉ để lại sự thỏa mãn và bình tĩnh trước mắt mơ mơ hồ hồ mặt trăng treo cao ánh trăng sáng tỏ như đáy lòng mình yên tĩnh và an bình không phải quên đi quá khứ mà là thoát khỏi trói buộc trong cuộc đời có bao nhiêu là thứ đã trôi qua những chuyện ấy không liên quan gì tới huynh ấy sự yêu thích ngọt ngào đau lòng cũng như nhớ nhung của mình cũng không liên quan gì với huynh ấy nhìn vầng trăng sáng tỏ nhìn nguyệt cung tiên tử lãnh diễn cao quý, trong lòng đổ nguyên chi hiện ra một câu thơ, đương thời minh nguyệt tại, tàng chiếu thải vân quy, một ngọn đèn leo lét, tiếng ếch và côn trùng kêu vang thỉnh thoảng vang lên, càng làm nổi bật không khí của đêm khuya nhân tỉnh, một tòa điện hoang tàn, một ánh đèn mờ nhạt, có hai người ngồi xếp bằng. Một người mặc bào xanh, mặt mũi phổ thông, khí chất trầm ổn, ngồi yên vững chãi. Một người chưa tới 10 tuổi, đầu trọc lóc, môi hồng răng trắng, thân hình tròn trịa đầy đặn, mặt mày ngơ ngác. Thằng bé nhìn nam tử bào xanh, gãi cái đầu trọc, không nín được sự tò mò, mở to mắt hỏi, sư phụ, ngài nói có bao nhiêu con trùng ở ngoài kia, câu hỏi thứ 101. Nam tử áo xanh trả lời, ách, tiểu sa di ngẩn người, sao lại thành câu thứ 101 rồi? Rõ ràng là mình đã rất cố gắng hỏi ít rồi mà, theo sư phụ quy định, một ngày nhiều nhất chỉ được hỏi 100 vấn đề, nhưng mà, nhưng mà, nó tò mò lắm, nó cúi đầu, mặt mày uể oải, phải chờ ngày mai mới được nghe câu trả lời, nhưng mà ngày mai còn có nhiều chuyện thú vị mới mẻ khác, 100 câu hỏi không có đủ đâu, phải tiết kiệm, con nít buồn nhanh quên cũng nhanh. Tiểu Sa Di rất nhanh sau đó đã ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe, "Sư phụ, sư phụ, đêm nay tiếp tục kể chuyện xưa nha, con muốn nghe chuyện về Tề Chính Ngôn, Tề Chính Ngôn." Nam tử áo xanh thở dài, lần trước kể tới đâu rồi, nói đến chỗ tề chính ngôn bị phái đi ấp thành làm phó chủ sự, Đường Đệ bị quỷ ảnh kiếm gì đó cắt đứt gân tay gân chân, mà không thể báo thù, tiểu sa di Dương Dương tự đắc, sư phụ, trí nhớ của con hay chưa? Câu hỏi thứ 102. Nam tử áo xanh bất động thanh sắc, ách, tiểu sa di mím môi, dứt bỏ ảo não, hứng trí bừng bừng, sư phụ mau kể tiếp đi. Con rất chờ mong tề chính ngôn báo thù cho Đường Đệ hắn đã gặp được kỳ ngộ trong ma trì mà, nam tử bào xanh nhìn ngọn đèn mờ nhạt kia, tề chính ngôn được chủ sự khuyên can, ngoài mặt thì tiếp tục nhẫn nại không làm gì dịp gia, nhưng mỗi đêm, trong lòng hắn lại điên cuồng tự chiến đấu với mình, dung hợp được kiến thức kinh nghiệm của ma chủ, hắn cảm thấy thật là châm chọc, chuyện ở trên đời, ai mạnh hơn là thắng, bản chất vĩnh viễn là mạnh được yếu thua, vì sao lại phải kháng cự truyền công, kháng cự mớ tài phú quý giá độc nhất vô nhị đó. Nhìn đi, bây giờ đã bị người khi dễ đến trên đầu, người thân bị người ta đánh rồi đó, mà còn không biết làm sao, thật là đau xót, hắn bắt đầu dao động, danh môn chính phái thì sao? Nếu hắn không hề thua kém, vậy có phải tiếp tục chịu đựng quốc tức nghẹn quốc này hay không? Xét đến cùng, bản thân cường đại mới là cơ bản của tất cả, chỉ cần kềm chế được sự ảnh hưởng của ma công, giữ gìn được nội tâm của mình, thì kinh nghiệm và kiến thức của ma chủ có gì mà phải sợ, kiếm cũng là vật giết người. Tiểu Sa Di nghe vô cùng chăm chú, nhưng vẫn không nhịn được sen mồm, nhưng sư phụ ngài từng bảo, thiên ma chi vật, nếu dụ hoặc người khác, thường theo nguyên tắc từ cảm giác của đối phương mà nắm bắt điểm yếu của họ, mới nhìn thì không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu không để ý, sẽ ngày càng bị thay đổi, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành người khác, sư phụ, con nhớ có đúng không, ách, ngài tiếp tục kể đi, tề chính ngôn cũng có nỗi lo như thế, nên hắn mới nhẫn nại vì chính mình, quân tử báo thù mười năm không muộn nam tử bào xanh vân đạm phong kinh nhưng nhưng mà như vậy thì quá thiệt thòi đúng vậy rất thiệt thòi tiểu hòa thượng vô cùng đi theo chính nghĩa nam tử áo xanh mặc kệ nó tiếp tục kể hắn còn đang tự giày vò bản thân thì chân định đến mở miệng liền gọi biểu ca dáng vẻ vô cùng lười biếng vô lại chân định đến tính hắn nóng lắm đó hắn sẽ rút đau tương trợ đúng không tiểu sa di kích động chân định cũng là tiểu hòa thượng giống nó đó tề chính ngôn kinh ngạc dẫn chân định đến hậu viện lúc này chân định đã hoàn tục không còn là hòa thượng tự xưng là tiểu mạnh nam tử áo xanh dập tắt niềm hứng khởi của nó nga tiểu sa di đầy thất vọng tề chính ngôn không thể giấu giếm được tiểu mạnh đành phải kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối cho hắn nghe cũng định kiếm rượu về uống để tiếp đón hắn tiểu mạnh có rượu sao có thể không có đồ ăn xung phong nhận việc đi mua đồ nhắm bò kho lừng danh, nam tử bào xanh cứ tà tà kể, đều đều đặn đặn, tề chính ngôn chỉ tốn chút thời gian đã kiếm được một vò rượu ngon, còn chưa kịp mở, tiểu mạnh đã mua đồ ăn về rồi, hắn uống một ngụm rượu, tiện thể rút ra một thanh kiếm, mở bao, rút kiếm ra, là thanh bảo kiếm tùy thân của quỷ ảnh, bảo kiếm tùy thân của quỷ ảnh. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất trên đường tiểu mạnh đi mua đồ ăn đã tiện đường giết quỷ ảnh báo thù cho em họ của tề chính ngôn thay y tiện đường thôi đó a à, xoái quá đi khóc quá đi tiểu sa di hoang hô nam tử liếc nó lại trộm đi coi vạn giới thông thức phù ha ha tiểu sa di ngây ngô cười sư phụ ngài tiếp tục tề chính ngôn rất chấn động đương nhiên cũng rất hài lòng có ân báo ân có thù báo thù tung hoành giang hồ không để ý gì khác đó mới là cuộc sống mỗi người giang hồ hướng tới, vì thế mới có chuyện ra ngoài du lịch để mài dũa tính tình. Kể tới đây, nam tử bào xanh chuyển giọng, chuyện kể hôm nay tới đây là hết, đi ngủ sớm đi, tiểu sa di vào đầu bức tai, sư phụ, con đoán phần kế tiếp, tề chính ngôn hẳn là đi lang bạc giang hồ nhưng không ngừng gặp phải chuyện không hay, nên cuối cùng mới chịu tiếp nhận kinh nghiệm kiến thức của ma chủ, đọa lạc thành ma có đúng không, câu hỏi thứ 103, trừ vào ngày mai. Nam tử bào xanh tỉnh bơ, hắn quả thật bởi vì không cam lòng nên mới đồng ý tiếp nhận kinh nghiệm kiến thức của ma chủ, nhưng may mắn hắn tìm được ma ở trong lòng mình, tự nguyện tìm cách khống chế nó, không để mình mất đi nhân tính, ma trong lòng y là cái gì? Tiểu Sa Di biết hỏi nữa sẽ bị trừ vào ngày mai, nhưng vẫn không nhịn được, Nam tử đáp, người đều có bản tính linh quan, sinh ra là bình đẳng với nhau, hắn muốn sáng tạo ra một thế giới mà ở nơi đó, mỗi một con người đều có cơ hội bình đẳng như nhau nhưng cũng không phải tuyệt đối là bình đẳng nghĩa là sao tiểu sa di không hiểu nhưng cảm giác hẳn là rất lợi hại vậy bây giờ tề chính ngôn ra sao sư phụ ông ta có tồn tại thật không nam tử nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt bay xa hiện nay thế đạo hưng thịnh an bình mỗi người đều có quyền luyện võ đều có cơ hội tìm được công pháp tốt nhất cho mình sau này khi thực lực tăng lên còn có cơ hội học được các loại tuyệt thế thần công phù hợp. Cơ hội của họ xem như bình đẳng, trong chư thiên vạn giới, những nơi được như thế này không ít, tề chính ngôn cũng không phải muốn phản kháng tới cùng, nên đã tạm hài lòng, im hơi lặng tiếng, hắn thu ánh mắt về, đôi mắt sâu thăm thẳm, thiên địa thái bình, người người đều có hy vọng, vạn sự đều để lại một đường sinh cơ, bảo kiếm đương nhiên nên trở vào bao, cất vào một chỗ, song nếu thế sự điên đảo, quý tiện cố hóa, thương sinh khó gặp quang minh, thì bảo kiếm tất sẽ lại phải ra khỏi vỏ, không ra thì thôi, vừa ra sẽ tức khắc làm đảo loạn phong vân, lại chú cách tự, tiểu sa di nghe mà cái hiểu cái không, chỉ có thể tà một tiếng, mau đi ngủ đi. Nam tử bào xanh lại nhắc, tiểu sa di nhắm mắt, đã tọa thanh tâm, đột nhiên, nó lại hé mắt ra, sư phụ, sư phụ, ngài rõ ràng không phải là hòa thượng, vì sao con lại là sa di, câu hỏi thứ 106 nam tử mặt không chút thay đổi, bởi vì lúc ta nhận nuôi ngươi, ngươi là một tiểu sa di, sư phụ, sư phụ, con có thể không làm hòa thượng được không, sư phụ, sư phụ, đêm đã khuya, trăng rất tròn, gió rất tỉnh, học xong, trở lại ký túc xá, hứa vân tây bất chấp bụng đói, vội vàng lôi vạn giới thông thức phù ra, vừa khởi động vừa hỏi ba tên bạn cùng phòng, chơi được không? Có chơi được không? Trương Tòng Việt cúi đầu, trong mắt phản chiếu hình ảnh trong vạn giới thông thức, được chứ? Chúng ta đều vào đi, hôm nay là ngày trò chơi thực tế ảo nhất thế chi tôn, được tuyên truyền lâu nay trong chân thật giới chính thức chạy bản demo, có rất rất nhiều người đang nóng lòng chờ đợi, nghe nói, trò chơi này là cả một sự thể nghiệm vượt thời đại Á. Sau nhiều năm thực tế ảo được áp dụng phục vụ giúp ma luyện võ đạo, cuối cùng cũng đã có một trò chơi giúp con người ta được trải nghiệm các cuộc sống khác nhau. Nó được Đại Chu Hoàng Triều Thống Ngự Tam Giới kết hợp với Thiên Nhất Cách cùng khai phá có thể tái hiện một chư thiên vạn giới hoàn toàn mới vô cùng chi tiết tường tận y như thật trong trò chơi này sinh linh bất kỳ chủng tộc địa vị nào cũng như nhau tùy vào vận khí mà được cung cấp thân phận bối cảnh bất kỳ sắm vai một nhân vật nào đó trong nhất thế chi tôn có thể là đệ tử của tông môn hậu duệ thế gia nào đó cũng có thể là một con yêu ma quỷ quái thậm chí có khi còn là một cây hoa cỏ ven đường mà thôi rất là phong phú hứa vân tây đã sẵn sàng không nói gì thêm chuyên tâm chờ đợi tiến vào trò chơi không bao lâu sau quan cảnh trước mặt hắn thay đổi ký túc xá hóa thành một bầu trời đêm sao sáng lấp lánh hắn đứng giữa trời đất đó đang chuẩn bị dữ liệu phân bối cảnh bất kỳ xin vui lòng đợi trong giây lát một giọng nói không chút cảm xúc vang lên xoa dịu sự nôn nóng của hứa vân tây sống một ngày bằng một năm chỉ chờ có mấy hơi mà đối với hứa vân tây lâu chẳng khác gì tới mấy canh giờ bầu trời sao cuối cùng cũng thay đổi sắp thành những dòng chữ liên tiếp nhau, đã chuyển tới một trong những bối cảnh có độ khó cao nhất. Nếu có vấn đề gì, các hạ có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của trò chơi bất cứ lúc nào để nhờ hướng dẫn, theo dãy số. Bối cảnh khi thiết lập xong, nhân vật coi như đã định cho tới khi kết thúc, người chơi không thể đổi sang nhân vật khác, nhân vật đã xác định. Người chơi bắt đầu tiến vào hệ thống luân hồi, hứa vân tây há hốc mồm nhìn những dòng chữ lấp lóe, không ngờ mình lại trúng phải một trong những bối cảnh có độ khó cao nhất, không giống với mọi người, không biết là tốt hay xấu nữa, những dòng chữ vẫn đang không ngừng thi nhau hình thành. Hứa Vân Tây thu hồi suy nghĩ, hết sức chăm chú nhìn chúng, tới bước này rồi, không chịu cũng phải chịu thôi, xem thử coi có thể gặp may, trở thành nhất thế chi tôn, luôn không, nhân vật, bối cảnh, con chính dòng của Giang Đông Vương Thị, thiếu gia chủ, Vương Tư Viễn, danh hiệu, tính tẩn thương sinh bầu trời tan vỡ những dòng chữ kéo theo cái đuôi dài bay vào trong đầu hứa vân tây hóa thành những dữ liệu của nhân vật hứa vân tây giật bắn mình ngồi dậy lồng ngực như bị cái gì ép mạnh cổ họng ngứa rang không nhịn được ho khang một tràng dài ho muốn móc cả tim phổi ra cả đời hắn chưa bị ho tới thế bao giờ một cái bồn đồng xuất hiện trước mặt hắn những đống máu tươi bắn vào trong bồn hứa vân tây ngạc nhiên ngẩng lên nhìn một thị nữ xinh đẹp nhìn hắn đầy lo lắng yêu thương công tử lại gặp ác mộng công tử hứa vân tây giật mình nhớ ra thì ra mình đã tiến vào thế giới trò chơi nhất thế chi tôn trong lòng không thể không cảm khái quả không hổ là trò chơi thực tế ảo hàng đầu không ngờ lại có thể khiến hắn có được cảm nhận giống y như thật vậy hắn vừa nghĩ một cái một bản menu liền hiện ra trong đầu sau khi xác định mình có thể rời khỏi bất cứ lúc nào hứa vân tây bắt đầu cau mày suy nghĩ theo giới thiệu về trò chơi nhất thế chi tôn giang đông vương Thị thiếu gia chủ có thân phận vô cùng hiển hách cao quý ngay từ đầu đã học được công pháp cấp tuyệt thế là toán kinh trưởng khống một trong những bảo vật mạnh nhất lạc thư kết hợp với hiện thực đang là học viên quỷ cốc học viện của hắn quả thực là vô cùng phù hợp có thể giúp nhau càng tăng thêm sức mạnh như vậy bối cảnh này sau này phát triển hẳn phải là cấp dễ mới đúng độ khó cao nhất là từ đâu ra là do cái thân thể này trời sinh suy yếu ai công tử toán kinh quá mức mạnh mẽ có thể tính tận thiên cơ, đương nhiên sẽ bị trời ghen ghét, cơ thể bệnh tật, thọ không quá 50, nhưng chỉ cần trước thời gian đó, ngài có thể thành tựu pháp thân, vậy đương nhiên sẽ có thể hóa tử thành sinh, tránh thoát ràng buộc. Thị nữ thở dài, thị nữ xem ra không phải người chơi sắm vai, mà là một nhân vật dẫn đường của trò chơi, tự động giải thích những thứ cần biết cho mình, từng, không thành pháp thân, 50 liền chết, quả nhiên hơi khó à ha nhưng mà nếu tới 50 mà còn chưa thành được pháp thân, vậy mình còn chơi cái trò chơi này làm cái gì? Hứa Vân Tây thở vào yên tâm, ho khan hai tiếng, mang cho ta chút gì uống cho nhuận cổ, vâng, công tử. Thị nữ đi đến bên cạnh, mở hộp đồ ăn, thì ra đã có chuẩn bị sẵn, Hứa Vân Tây nhìn thị nữ kính cẩn nghe theo, ý mừng trong lòng không sao kèm được. Không ngờ mình lại được nhập vào một thân phận có thể nghiền áp 99% người chơi còn lại, sau này nhất định sẽ gây nên náo động lớn, thực là vui quá. Cái gọi là độ khó cao nhất kia, mình chấp nhận. A, à, chợt một tiếng kêu thê lương từ đâu vọng tới, tiếng kêu này rất quỷ dị, có thể kêu gọi mọi sự bạo ngược hung lệ điên cuồng trong lòng con người. Hứa Vân Tây không nhịn được trùng mình, sợ quá đi. Tiếng gì thế? Tiếng kêu dừng rồi, hắn mới hỏi. Thị nữ thở dài, công tử ngài bệnh tới hồ đồ quên hết rồi. Các đời tổ tiên vương thị chúng ta chỉ cần thành tựu pháp thân, trước khi tọa hóa đều sẽ kêu thảm một tiếng như vậy mà, hơn nữa, hơn nữa, nghe sau đó còn bị hóa thành lệ quỷ, a, à, không thành pháp thân, năm sẽ chết, mà nếu chứng được pháp thân, nguyền rủa sẽ gia tăng, chết cũng không được an ổn. Hứa Vân Tây giật mình, tuyệt vọng, thật đúng là độ khó cao nhất a, à, tuy rằng sau khi chết rồi không được an ổn gì đó chẳng ảnh hưởng gì đối với người chơi, nhưng mà cũng đáng sợ chứ. Mấy tháng sau đó, hứa vân tây ngoài luyện võ thì hoàn toàn chìm đắm vào trò chơi nhất thế chi tôn muốn tìm ra một con đường sống cho nhân vật vương đại công tử của mình nhưng dù hắn có cố gắng cỡ nào thôi diễn cỡ nào cũng không tìm ra được ánh sáng vô cùng tuyệt vọng và áp lực ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn không phải đã nói vạn sự vạn vật đều có một đường sinh cơ sao phải liên hệ dịch vụ khách hàng nhờ họ hướng dẫn một tí mới được hứa vân tây thẫn thờ mệt mỏi và chán nản gõ vào dãy số dịch vụ Mấy hơi sau, một phần sáng tỏa ra, một gian phòng cao nhã hiện ra, bên trong có một bàn cờ với những quân cờ đen trắng, sau bàn cờ có một nam tử áo trắng đẹp như con gái ngồi, tóc nhúng bạc, gương mặt trắng nhợt vì bệnh tật, người có ý kiến với bối cảnh của vương tư viễn. Nam tử áo trắng cười rất nhẹ, hỏi, ồ, dịch vụ khách hàng này sao khí chất phi phàm thế, là nhân sự cấp cao của thiên nhất các à? Ơ ờ mà, xinh đẹp ốm yếu, chẳng phải chính là mô tả về vương tư viễn sao hứa vân tây vô cùng khó hiểu buộc miệng hỏi câu hỏi của mình chuyện là như vậy cứ như đã lâm vào tử cục dù có xoay chuyển thế nào cũng không thể thoát ra được ta phải làm thế nào không thoát ra được nam tử áo trắng cầm một quân cờ đen vẽ sắp hạ xuống bàn cờ nhưng rồi tay y khựng lại y buông tay quân cờ rơi đánh bột xuống bàn làm cả bàn cờ bị nảy lên quân cờ trở nên lộn xộn như vậy thì sao như vậy á? Hứa Vân Tây nhìn xuống, ván cờ đã sinh ra rất nhiều biến hóa, mọc ra rất nhiều khả năng, sinh cơ dồi dào. Như vậy? Ồ, ra vậy. Hắn đứng bật dậy, vui sướng, nếu không thoát ra được thì phá hủy cả ván cờ. Hắn kích động chà sát hai tay, hận không thể lập tức thử thôi diễn, đập bàn cờ một phen. Nam tử áo trắng trở nên nghiêm túc, nếu hành động đập bàn cờ vẫn là một hành động đã được đối phương tính trước trong bàn cờ của đối phương thì sao? Bản thân vẫn ở trong ván cờ của đối phương. Hứa Vân Tây ngẩn người, đầu óc mù đặc, không nghĩ ra được ý gì. Hắn cảm nhận được sự bi thương và mất mát trong giọng nói của đối phương. Được rồi, chỉ dẫn tới đây là đủ. Thấy phản ứng của Hứa Vân Tây, nam tử áo trắng lắc đầu, định ngắt đối thoại. Hứa Vân Tây giật mình, bật thốt, "Cho hỏi xưng hô ngươi như thế nào? Người này không giống dịch vụ khách hàng bình thường à?" "Xưng hô ta." Nam tử áo trắng cười ho khang hai tiếng, ID dịch vụ khách hàng của ta tên là Một Đường Sinh Cơ, Một Đường Sinh Cơ. Hứa Vân Tây ngơ ngác nhìn quang ảnh biến mất, trong nơi mây khói mịt mờ, tường cao mái cong, kỳ hoa nở rộ khắp nơi, linh tuyền róc rách, ở một góc không người, một thằng bé con mặc áo gấm sang trọng sách một thanh kiếm nặng trịch vẫn còn nằm trong bao lão đảo đâm tới, một thức phi điểu đầu hoài, xiên xiên vẹo vẹo, vô cùng khó coi. Một bộ xuất khí kỳ lục hợp kiếm pháp luyện lâu như vậy mà vẫn không nắm bắt được tư chất quá là đần độn. Một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng thằng bé. Ai? Thằng bé hết hồn quay lại, thấy có một cô bé con trạc tuổi với mình đứng khoanh tay bên bụi hoa, dáng vẻ thanh sản lưu loát, mặc đồ màu vàng. Dù còn nhỏ nhưng đã đủ nhận ra cô bé rất là xinh đẹp khả ái, chỉ là nét mặt rất lạnh lùng, môi mỏng miếng chặt, cố gắng bày ra bộ dáng uy nghiêm đạm mạc. Là ngươi à? Ta còn tưởng ai? Thằng bé thở vào, rồi đỏ mặt. Sao ngươi, sao ngươi lại đi coi lén người khác luyện võ? Cô bé con hừ một tiếng, công phu mèo ba chân như ngươi, có mời ta xem ta cũng chẳng thèm, huống chi là nhìn lén. Không đợi thằng bé phản bác, cô nói tiếp, hèn gì ngươi không chịu luyện võ chung với chúng ta, thì ra là sợ mất mặt, kiếm pháp như vậy, đừng nói là một thức, dù có là trọn bộ ta cũng chỉ mấy ngày là nắm vững được ngay. Thằng bé nổi giận, ai cần ngươi lo. Hừ, coi như vì hồi trước ngươi nhiệt tình tiếp đón chúng ta, Thôi ta cố chỉ dạy cho ngươi một chút, để giúp ngươi nắm giữ nó. Cô bé hơi hết cầm, không cần. Thằng bé vội quát, rồi ôm kiếm bỏ chạy, cô bé ngẩn người, vẽ không ngờ lại ra kết quả như vậy, hơn nửa ngày mới lầu bà lầu bầu, không có chí khí. Trong thư phòng, Lục Đại Tiên Sinh và Diệp Ngọc Nhan mỗi người cầm một quyển điển tịch cổ ngồi đối diện với nhau, chìm trong ánh nắng ấm áp, an hòa mà yên tĩnh, bẹp bẹp bẹp, tiếng bước chân truyền vào phá vỡ sự im lặng thằng bé con ôm thiết kiếm xông vào mặt đầy khó chịu nhìn lục đại tiên sinh và diệp ngọc nhan phụ thân mẫu thân có đúng là con rất ngu ngốc kém cỏi hay không mau mau bảo là không đi đây chỉ là nhất thời gặp hơi vướng mắt mà thôi lục đại tiên sinh bỏ sách xuống nhìn diệp ngọc nhan sau đó khẽ cười đúng quả thật là rất ngốc a à, thằng bé sững người vừa thương tâm vừa tuyệt vọng thì ra mình quả thực là rất ngốc nhưng ngốc chứ không phải ngu chỉ cần cần cù cố gắng chấp nhận sự khô khan cô tịch không sợ phải bỏ ra công sức gấp nhiều lần người khác thì vẫn sẽ có thu hoạch dồi dào cũng có thể tu luyện có thành lục đại tiên sinh ôn hòa cười phụ thân trước đây còn ngốc hơn con nhiều mà hôm nay cũng đã thành tạo hóa rồi không phải sao phụ thân người bảo trước đây người cũng rất ngốc thằng bé kinh ngạc hỏi lại trong lòng nó phụ thân của nó là cao thủ lợi hại nhất cường đại nhất nó nhìn mẫu thân chờ đợi đáp án ừ phụ thân con hồi đó quả thật rất ngốc diệp ngọc nhan bật cười nhưng huynh ấy hiểu biết rõ bản thân huynh ấy hiểu người chậm thì cần phải bắt đầu sớm như vậy à con cũng muốn người chậm cần bắt đầu sớm thằng bé lại tràn ngập tin tưởng hiếu kỳ hỏi tiếp phụ thân người kể chuyện trước đây cho con nghe có được không lục đại tiên sinh trầm ngâm vỗ vỗ bên cạnh tới đây ngồi phụ thân kể cho con nghe thằng bé bỏ kiếm ngoan ngoãn ngồi xuống nghe cha kể chuyện quát quát quát, tiếng quạ đen kêu không dứt bên tai, khiến cả tòa miếu đổ nát nhún một bầu không khí âm trầm, không tốt, vì, ầm ỉ, xui, những tiếng mắng chửi vang lên, lục chi bình lắc đầu, tỉnh lại từ trong đắm chìm với kiếm pháp, nhìn cái nồi đang sôi lục cục trước mặt, tiểu lục. Sao vậy, vẫn còn chưa quen công việc áp tải? Lý viễn mặt trâu quai nón thấy mắt hắn loạn chuyển, cười ha hả hỏi. Ừ, cảm ơn mấy người lý thúc trên đường đã chiếu cố. Lục Chi Bình xấu hổ trả lời. Lý Viễn vỗ vai Lục Chi Bình, y vốn khỏe hơn người, làm Lục Chi Bình phải thầm nhe răng vì đau, y thở dài, lời thấm thía, cha ngươi bị mất võ công, tổng tiêu đầu nhớ tình bạn cũ, cho phép ngươi thế chỗ, lại còn để tâm chăm sóc, không bắt ngươi phải đi áp tải, mà chỉ làm chút việc vặt ở trong tiêu cục, sao ngươi cứ nhất định đòi đi làm tiêu sư. Bát cơm này ăn không dễ đâu, ngươi xem, trong số các thúc thúc bá bá ngươi biết, có được bao nhiêu người được an ổn nguyên vẹn về quê dưỡng lão? Hơn nữa, ai, lý thúc của ngươi là người thô lỗ, ngươi võ công thế nào, tư chất thế nào, chúng ta đều biết rõ, đâu cần phải sợ mất mặt, nổi máu thiếu niên gì đó. Nhà ngươi ba đời đơn truyền, nếu có xảy ra chuyện gì không tốt, ta biết ăn nói sao với cha ngươi. Với gia gia ngươi, nghe lý thúc một câu đi, làm người, thứ quan trọng nhất là mình phải tự hiểu lấy mình. Lần này đi về thành thành thật thật canh giữ ở tiêu cục đi lục chi bình mặt thoát xanh thoát đỏ nghiến chặt răng hơn nửa ngày mới trầm trầm nói lý thúc con biết rồi con sẽ đi ra ngoài luyện kiếm không đợi lý viễn nói thêm hắn đứng phục dậy vội vã đi ra ngoài song cũng không dám đi quá xa ngay ngoài chân tường rút kiếm ra lý viễn nhìn theo hắn lắc lắc đầu nói với tiêu sư bên cạnh quật cường y như phụ thân nó vậy tiếc thay lại không có thiên phú của phụ thân nó thì đó Nghe nói luyện bộ lục hợp kiếm pháp liên tục 5 năm, mới miễn cưỡng nắm giữ được hơn phân nửa, hơn nửa suốt thời gian đó không hề luyện công pháp nào khác, vì bảo sợ luyện nhiều thứ sẽ dễ bị lẫn lộn, chẳng luyện thành được cái nào. Tiêu sư bên cạnh chẳng buồn hạ giọng, lão lý, xem, tư chất như vậy, học võ nhất định chỉ là lãng phí thời gian, sao không đi làm chuyện gì khác, thôi đi, ít nhất cũng còn trẻ tuổi, coi như cũng biết dùng kiếm, cố gắng một chút cũng không sao lý viễn thu ánh mắt về lục chi bình loáng thoáng nghe được họ nói chuyện với nhau trong lòng càng thêm nôn nóng song kiếm trong tay vừa múa lên cả người liền chìm vào cảm giác quên hết mọi thứ thế gian vạn vật đều không còn chỉ còn lại mình và kiếm trong tay mình mà thôi rất an bình yên tĩnh tốt đẹp mọi cảm xúc tiêu cực đều không còn một ngày luyện chưa được chiêu kiếm pháp này thì mình sẽ dùng một tháng một tháng luyện chưa được vậy thì dùng một năm chỉ cần không bỏ cuộc trước sau gì cũng sẽ nắm giữ được, người chậm thì cần bắt đầu sớm mà. Lục Chi Bình chuyên tâm múa kiếm, không ngừng cố gắng cảm nhận kiếm, muốn đạt tới cảm nhận hoàn mỹ. Bỗng nhiên, hắn giật mình, dừng kiếm, hắn nghe thấy một tiếng hét thảm, quay đầu nhìn lại, trong ánh lửa, hắn nhìn thấy rất nhiều người áo đen, những thanh binh khí lấp lóe, địch tập kích. Lý Viễn cố gắng chống đỡ thanh kiếm trước mặt, hô to, Lục Chi Bình giật mình, định bỏ chạy, hắn ở ngoài miếu, đâu có ai nhìn thấy, bây giờ còn không trốn, còn đợi đến khi nào. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghiến chặt răng, sách kiếm nhúng chân xông vào trận chiến. Hàng quan chợt lóe, một thanh khai sơn đại thảm đao bổ về phía hắn, mà hắn vì còn bị thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nên đứng ngẩn ra, không biết phải đối phó làm sao. May mắn năm năm nay mấy vạn lần khổ luyện muốn đem kiếm pháp hóa thành thân thể đã tập cho hắn một bản năng, hắn lập tức cúi đầu, dịch sang bên, kiếm trong tay nhanh như chớp đâm ra, thuận thế tránh thoát cú bổ, đụng vào kẻ địch bên cạnh, phốt, mũi kiếm lòi ra sau lưng hắc y nhân kia, lục hợp kiếm pháp, phi điểu đầu hoài, người trước mắt khựng lại, ngã xuống, yếu vậy. Lục chi bình giật mình, không kịp nghĩ nhiều, tận lực phát huy lục hợp kiếm pháp, nhào tới cứu viện đám lý viễn, hắn lại đắm chìm vào trong múa kiếm, mọi suy nghĩ đều tập trung vào đó, không có một chút phân tán nào, chỉ nhìn thấy kẻ địch xung quanh, chỉ nhìn thấy vũ khí trong tay họ chỉ nhìn thấy những đường hàng quan quen thuộc mà xa lạ quên hết mọi thứ còn lại lục chi bình cảm thấy động tác của tất cả mọi người xung quanh đều chậm chạp hẳn đi mỗi một chiêu thức đều nhìn được rất rõ ràng cho nên hắn tiến tới một bước kiếm trong tay hất một cái đâm trúng vào cổ tay một hắc y nhân khiến cây rìu của người kia rơi xuống khỏi tay đương rìu rơi xuống đất gót chân lục chi bình xoay tròn vòng qua người hắn vừa đâm trúng lao thẳng tới kiếm khách bên cạnh lý viễn phù phù hắc y nhân dùng rìu ngã xuống, khiến những người nhìn thấy đều kinh ngạc, một cao thủ hàng đầu trong hàng ngũ mở khiếu mà không chịu nổi một chiêu vậy sao, một cái tiêu cục nho nhỏ mà có cao thủ che giấu, đám cao thủ mở khiếu đầu lĩnh lập tức phân ra một người xông tới, song trưởng nhún màu đỏ như máu, chụp một cái, một cơn kình phong cuốn lên, khiến mũi kiếm của lục chi bình nghiêng đi mấy tấc. Lục Chi Bình đang nghe truyện trên TV audio CV không kinh không giận, trong mắt chỉ có kẻ địch và kiếm trong tay mình. Cổ tay hắn rung lên, kiếm hoa thuận thế đổi hướng, không ngừng rung rung như những cơn sóng không ngừng nối tiếp, khó khăn nhưng lại phá tan những tầng trưởng ảnh một cách quỷ dị, đâm thẳng vào tên cao thủ mở khiếu kia. Hừ, song trưởng huyết quang đại thịnh, những trưởng ảnh co lại, kẹp lấy mũi kiếm đang không ngừng biến hóa. Trắc thanh kiếm gãy đôi, lục chi bình bay ngược ra ngoài, miệng phun máu, ngã nhào ra ngoài miếu, không đứng dậy được. Đúng lúc này, hắn ngửi thấy một mùi thơm có mấy bóng người từ trong rừng chạy ra, người đi đầu là một thiếu nữ rất xinh đẹp, một đôi mắt sáng ngời, đen lấy, lông mi dài cong như cái quạt nhỏ, thấy Lục Chi Bình nhìn mình, thiếu nữ ngây thơ cười, nơi này xảy ra chuyện gì? Chúng ta nghe thấy có tiếng ồn, à, ta là Diệp Gia Bảo Diệp Ngọc Nhan, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng trong đêm, như hoa trong ngày đông, in hằng vào trong mắt Lục Chi Bình, Ngọc Hư Cung, phòng gác cổng. Đại thanh căn đội thiết bị thực tế ảo cành lá vung vẩy chơi vui vẻ tới quên trời quên đất, vừa hưởng thụ, vừa thầm nghĩ tới tên đồ đệ phí chính đào, người này không chịu đàng hoàng, nó phải thuyết phục hết phụ thân tới bà nội của hắn, trợ giúp hắn tới hoang mạc tu luyện đột phá ngoại cảnh, phi thăng tới chân thật giới, lại giúp hắn thành một trong những người đầu tiên được đi vào tận thế chi thuyền, thành công vượt qua mạc kiếp, đi đến chư thiên vạn giới mới này, là để làm gì? Chẳng phải chính là để mỗi khi nó chơi trò chơi thì có bạn cùng chơi, có người làm việc dùng nó hay sao? Kết quả cái tên này không hề nhớ tới ân nghĩa của sư phụ là nó, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào tu luyện võ đạo, dạy cái gì cũng không thèm nghe. Ai, sau này thu đồ đệ phải cẩn thận mới được. Đại Thanh Căn còn đang thầm mắng phía chính đào thì trước mắt nó chợt có ngân quan lóe lên, như có một tia sét vừa chém xuống. Ha ha, chuyển phát nhanh của ta giao hàng tới rồi. Đại Thanh Căn vui mừng, cành lá quẩy loạn xị, hất văn thiết bị thực tế ảo xuống đất, sải bước tới chỗ vần sáng bạc tròn đang lơ lửng phía trước ngọc hư cung chuyển phát nhanh giao hàng là tới liền cầm lấy bao đồ đại thanh căng vội vã mở nó lôi từng món ra quý thủy ngủ hành tráo vô căng bách hoa lộ sinh sinh bất diệt vân, nét vui mừng lộ rõ trên nét mặt nó vừa lải nhải vừa lắp ráp chúng vào với nhau hưng phấn trước giờ chưa từng có một hồi lâu sau một thứ giống như bể cả chứa một thứ chất lỏng trong suốt hiện ra mỗi một lần gợn sóng đều tỏa ra vần ánh sáng đủ màu. Ha ha, thành công. Đại thanh căng vòng quanh, bể cá, cành lá vẫy loạn, khoa tay múa chân, sau này không lo không đủ nguyên hoàng tệ nữa. Đây là bảo bối nó tỉ mỉ chọn lựa, tích cốc rất lâu mới mua được, chỉ cần cắm những cành lá bị đứt của nó vào, là có thể tự hấp thu thiên địa linh khí và thủy dịch, tự mọc thành cây mới. Một cây sẽ thành 10 cây, thành trăm cây, muốn bao nhiêu cây có bao nhiêu, không phải lo không đủ tiền đi mua đồ trong vạn giới thương thành nữa ha 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 da chính là thực vật thành tinh không phải cây cối bình thường một cái cành cũng sống được trước khi vô căn bách hoa lộ tiêu hao hết da đã đủ thời gian tự trồng ra cả đống cây cành rồi thoải mái tưởng tượng ra tương lai tốt đẹp đại thanh căng lôi ra một cành xanh biếc vẫn còn sức sống giấu trong góc phòng vừa nhớ tới sự đau đớn khi bẻ nó ra hồi đó vừa tự khích lệ bản thân chịu đựng đau đớn một lúc đổi lấy trăm năm tuyệt vời cắm cành vào trong bể cá, nó ngó nghiêng xem xét, cứ như mới cắm vào là liền đâm chồi mọc lá được không bằng, ha, mỗi cành là cả đống nguyên hoàng tệ đó, đột nhiên, nó giật mình, thu liễm sắc mặt vui mừng, thay bằng vẻ cung kính, cuối người hành lễ, hồi trưởng giáo lão gia, tiểu lập tức tới liền, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, đại thanh trăng lướt đi rất nhẹ nhàng tới tam thanh điện, thấy trưởng giáo lão gia đang ngồi trong đó, sau đầu là bảo quan sáng ngời trong vần bảo quan có một quả thực có khả năng dung nạp vạn vật vạn đạo, màu sắc khó tả, bên cạnh là một cô bé con chừng ba bốn tuổi, tóc thắt hai biến, đang không ngừng thò bàn tay mút mít ra cố gắng túm lấy cái quả cây kia, dáng vẻ vô cùng cố chấp, trưởng giáo lão gia, sao lại để tiểu thư bò lên đầu ngài, không, bò vào trong bảo quan sau đầu ngài thế. Mặt mũi thiên tôn vứt hết đâu rồi? Mặt mũi ngọc hư cung chúng ta ở đâu? Đại Thanh căng thực tiết rèn sắt không thành thép triết gào trong bụng, ngoài mặt thì cười đến là ngoan ngoãn, "Chưởng giáo lão gia triệu kiến, có gì phân phó?" Mạnh Kỳ cười khổ, chỉ chỉ cô bé con sau đầu, "Tiểu tổ tông này có chuyện muốn hỏi ngươi." Đại Thanh buộc miệng đáp liền, "Tiểu thư cứ việc hỏi, tiểu sẽ nói hết những gì mình biết." Cô bé con ngừng bắt quả, ngọng nghịu hỏi, "Đại Thanh căng, ngươi có cha không?" "Cha?" Như có tia sét bổ thẳng vào đầu Đại Thanh căng, "Ừ ha, mình có cha không? Nếu có" Cha mình là ai? Ngươi có nương không?" Cô bé con tiếp tục hỏi, "Nương?" Đại Thanh căng trợn mắt há hốc mồm, bị thêm một tia sét nữa bổ trúng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, cười gượng gạo, "Hồi tiểu thư, có, quỷ mới biết cha mẹ ta là ai, ta là cây cối, đâu có phải con người, không chừng cha cũng là mẹ, đồng căn mà sinh, hoa phân âm dương, theo gió bay mà rơi xuống Ngọc hư cung." Cô bé con cắn cắn ngón cái, nghiêng đầu, "Vậy sau này ngươi sẽ có con không?" giống như cha với nương có ta á, đại thanh căng đã định liệu trước, tiểu thư, ngài có điều không biết, tiểu là thực vật thành tinh, đâu có giống được với trưởng giáo lão gia và phu nhân, chúng ta có thể tự mình sinh sôi nảy nở, ví dụ như bẻ một đoạn cành, cẩn thận trồng xuống là có thể mọc thành một đại thanh căn mới, coi như là đời sau của ta, sau đó, nói tới đây, đại thanh căng ngẩn ra, nghĩ tới cái cành nó mới vừa trồng xuống ở trong phòng gác cổng, không xong. Quên kiểm tra trước khi trồng rồi quý thủy ngũ hành tráo. Vô căn bách hoa lộ. Sinh sinh bất diệt vân. Đây đều là tiên gia diệu vật, khác với bình thường, sẽ sinh ra cái thứ gì đây? Đại thanh căn lập tức cười còn khó coi hơn khóc, vừa vội vừa hoảng, trưởng giáo lão gia, tiểu chợt có chuyện quan trọng, nhất định phải cáo lui, đi đi. Mạnh kỳ đã biết hết, vừa thò tay trấn an cô bé con, vừa khẽ cười, đại thanh căn vội vàng chạy về phòng gác cổng, vừa bước vào trong, liền thấy phía trước vạn giới thông thức phù của nó có một con quái vật màu xanh đang vung vẫy cành, trong bể cá thì trống trơn, ngươi, ngươi. Đại thanh căng kinh hải, trích lên, ngươi dám dùng nguyên hoàng tệ của ta, quái vật màu xanh liếc nó, cười nhạo, ta cũng là đại thanh căng, nguyên hoàng tệ cũng là của ta, vì sao không được dùng, trong cành đó có dấu ấn ký ức của nó, ta giết ngươi. Đại thanh căng vừa khóc vừa nhào tới, hai con cuốn lấy đánh nhau, gâu gâu gâu, hao thiên quyển nghe thấy có ồn ào vội chạy vào sau đó đứng ngớ ra sao lại có tới hai đại thanh căng hao thiên quyển mau cắn chết tên giả mạo này cho ta một đại thanh căng khàn cả giọng hô nó mới là giả đại thanh căng kia phẫn nộ rít vang hao thiên quyển khịt khịt mũi nhìn qua nhìn lại không phân biệt được ai giả ai thật thứ còn phiền toái hơn cả đại thanh căng chính là hai đại thanh căng phòng gác cổng ngọc hư cung cửa mở toang một cô bé con xinh xắn lũng cũng đi tới, hai điếm tóc nhỗng lên lắc lư theo nhịp bước chân, mặt mày tay chân mũn mỉm, tính một cái chắc là lúng vào luôn. Nhìn thấy trong phòng có hai con quái vật màu xanh, mỗi con nằm ịt sụi lơ trên một chiếc ghế, nhìn nhau đầy căm tức, không ai phục ai, cô bé hỏi, đại thanh căng, các ngươi làm sao thế, thì tại nó đó. Một con đại thanh căng ngồi bật dậy, cành lá khô loạn xạ, chỉ vào đối phương, hừ, cuối cùng là ai tiêu nhiều hơn con còn lại trả lời đầy mỉa mai giờ bị như thế này là phải trách ai hai con đại thanh căn ngươi một lời ta một tiếng cãi nhau một lúc sau mới nhớ ra quay qua nhìn tiểu tổ tông cô bé con ngơ ngác nhìn hai đứa cắn cắn móng tay đại thanh căn bản gốc hết hồn sợ tiểu tổ tông lại sinh ra ý tưởng kinh thế hải tục gì đó vội cố làm ra vẻ thở dài tiểu thư ngài có điều không biết ai sinh linh cũng có tình cảm mà bất kể thế đạo như thế nào có công bằng hay không có tốt đẹp hay không, thì cũng không tránh khỏi xuất hiện sự ganh tị, phẫn nộ, kiêu ngạo, tham lam, tuyệt vọng, dâm dục các thứ, mà đó chính là những thứ nuôi nấng ra tà ma ác thần. Ai, ta chính là bị ma quân và cửu loạn thiên tôn ảnh hưởng, mới không khống chế được sự tham lam của mình, đã khiến bao nhiêu tích cóc cả đời trôi theo dòng nước mất, ai, bên này là thở dài thở ngắn, con đại thanh trăng còn lại mắt đảo tròn, tiểu thư. Yêu Hoàng Điện đưa tới rất nhiều yêu vật còn nhỏ tuổi, để trao đổi học tập, thể hiện quan điểm đối xử bình đẳng của Ngọc Hư Cung, yêu vật còn nhỏ. Cô bé con hai mắt tỏa ánh sáng, đúng. Nghe nói có hùng báo đến từ băng huyền thiên, có kỳ hoa biết nói, có quái miêu một lòng muốn học đạo, đại thanh căn bản gốc thấy tiểu tổ tông đã dời lực chú ý sang chuyện khác, lập tức thở vào, thêm mắm thêm muối, cô bé con bỏ tay ra khỏi miệng, trảm đinh tiệt thiết, nó, chúng nó đang ở đâu, đã được dẫn tới tam thanh điện hai con đại thanh căng trăm miệng một lời, cô bé con hai mắt lấp lánh, xoay người, cất đôi chân ngắn ngủn lũng chuẩn chạy đi, đi một hồi cũng tới tam thanh điện của Mạnh Kỳ, nhưng trong điện trống không, chẳng có một ai cả, đi đâu rồi, cô bé con miếng môi, đang định gọi phụ thân, một giọng nữ non nớt của trẻ con từ đằng sau vọng lên, ngươi là ai? Đến tìm ai, cô bé con quay đầu lại, thấy trong góc có một chậu hoa, cành cây nhỏ bé thấp chủng, nhưng hoa nở sáng lạng, đang đung đưa cành hỏi nó, ngươi chính là đóa hoa biết nói kia. Cô bé con lắc lư tới gần, những con khác đâu. Đám yêu vật dễ thương giống như tiểu phượng tiểu hoàng đâu, chúng đi tu luyện với hà bá phụ và cửu ly cô cô rồi. Tiếng nói của đóa hoa réo rắc như tiếng chuông gió, cô bé con trừng đôi mắt tròn, vậy tại sao ngươi không đi, ta lười, không muốn rời giường, cành hoa đung đưa, chỉ chỉ cái bồn màu xanh ngọc dưới thân, ta bưng ngươi đi. Cô bé con xung phong nhận việc. Ông bồn hoa lên, cô bé này có lẽ là trời sinh thần lực, ông một cái bồn hoa mà rất là thoải mái dễ dàng, mặt cười tươi rói vì đã tìm được bạn chơi, vừa đi vừa vui vẻ lãi nhãi, ngươi thấp như vậy, nhất định ăn rất ít, ta phải chăm sóc thật tốt cho ngươi, để ngươi lớn lên cao thiệt cao, ngươi là cây xanh, đại thanh căng cũng là cây xanh, nó khỏe mạnh như vậy là nhờ có hao thiên tưới, ta sẽ bảo hao thiên cũng tới tưới cho ngươi, sau này hao thiên sẽ tưới cho cả hai đại thanh căng lẫn cây hoa này luôn ừ, quyết định như vậy, Hao Thiên là ai? Tưới là sao? Đóa hoa ngơ ngác, cô bé con bưng chậu hoa đang đi về hướng nơi tu luyện thì trước mắt sáng lên, nhìn thấy cha mẹ mình đang ngồi trong thủy tạ, một người cầm ngọc tiêu, một người ôm đàn cổ, một váy trắng không linh, thanh u mà kinh diễm, một huyền bào thâm trầm, tiêu dao tiêu sái, nương. Nương. Cô bé con xông đến, suýt nửa té ngã, ngẩng gương mặt nhỏ gọi to, mẹ về đây linh nhi nhớ mẹ cô vui vẻ giơ bồn hoa lên bạn mới của con nè sau này con sẽ có rất nhiều bạn mới mạnh kỳ mỉm cười chỉ chỉ bên cạnh cố tiểu tang cô bé con nhìn qua thấy bên cạnh mẫu thân có một con mèo nhỏ lông đen mắt xanh chồng râu nhếch lên như đang mỉm cười với cô nhiều bạn mới cô bé con sờ sờ đầu mèo đen lại nhìn nhìn chậu hòa trong lòng vui hết biết chợt cô nhớ tới một chuyện nhớ mày nhìn cha với mẹ con không ổn rồi Đại Thanh căn bảo có tình cảm là sẽ sinh ra tà ma, con vui như vậy sẽ dẫn tà ma tới. Trong phòng gác cổng, hai con đại thanh căn rùng mình, nhìn nhau, cùng bật thốt: "Ê, hồi nãy nói, tiểu thư sẽ không hiểu sai chớ." Mạnh Kỳ hắc một tiếng, sờ đầu con, "Yên tâm, để cha bảo ma quân cùng Cửu loạn thiên tôn một tiếng, nếu bọn nó dám để cho tà ma tới tìm con, cha sẽ treo chúng lên ngoài cửa Ngọc hư cung, treo tới kỷ nguyên tiếp theo luôn." Hoang hô, phụ thân thật lợi hại cô bé con vui ngay tức khắc, cố tiểu tan vuốt lưng con mèo, như cười như không nhìn về phía phòng gác cổng của Ngọc Hư Cung, đại thanh căng càng ngày càng hiểu biết nhiều ha, đúng vậy. Cô bé con rất nghiêm túc gật đầu, trong phòng gác cổng, hai con đại thanh căng đột nhiên lưng ướt mồ hôi, không biết vì sao lại có cảm giác vô cùng đáng sợ, cố tiểu tan kéo con gái tới cạnh mình, ông lấy cô, gỡ biến tóc cô ra, tết lại cái mới. Giọng đầy cảm khái yêu thương, con sẽ có rất nhiều bạn mạnh kỳ nhìn cố tiểu tang ánh mắt dịu dàng nhớ tới lúc trước cố tiểu tang khẽ gật đầu trong đầu tự nhiên hiện ra quá khứ ngày xưa mình lúc đó cũng lớn bằng con gái bây giờ nhưng vì ý thức bị phân liệt nên không có được sự vô tư ngây thơ non nớt mà lẽ ra phải có mình lúc đó bởi vì sợ sự tồn tại của mình sẽ mất đi nên liều mạng muốn bắt lấy thật nhiều thứ để chứng tỏ mình tồn tại kết bạn với nha hoàng nuôi mèo nuôi cá lúc nào cũng vui vẻ đối xử thật tốt với đám anh chị em các phòng các chi của ngọc gia thế nhưng chỉ đổi lại được những câu nói lạnh lùng tiểu thư ngươi là la giáo thánh nữ là lão mẫu chuyển thế làm sao có thể kết bạn với đám hạ đẳng gia hoàng tiểu tư chúng làm thế chính là đang làm nhơ nuốt thần linh chúng phải lấy mạng ra để trả giá tiểu thư ngươi là la giáo thánh nữ là lão mẫu chuyển thế đối xử với mèo với cá như vậy là làm mất thân phận ta vứt chúng đi giúp ngươi tiểu thư ngươi là la giáo thánh nữ là lão mẫu chuyển thế, các phòng các chi dù là trưởng bối hay là trẻ con thì đều chỉ là người hầu của ngươi nô tỳ của ngươi, ngươi phải ngẩng cao đầu lên, cao cao tại thượng mà nhìn bọn họ. Không, đó đúng là những việc một la giáo thánh nữ nên làm, nhưng ta không phải. Ta không phải Ngọc Lung Tử, ta là con gái của cố thị, bạn bè từng người từng người rời đi, lòng cô ngày càng trống trải, cô dần trở nên tự đóng kín chính mình, tách biệt mình ra với mọi người, bên mình chỉ còn lại một mình mẫu thân cố thị, đó chính là cộng rơm duy nhất, là chỗ dựa cuối cùng để cô chứng minh bản thân mình, độc lập, cô tự đặt cho mình cái nhũ danh, tiểu tang, đây mới là cái tên mà mình muốn, đáng tiếc, cuối cùng cũng không giữ được bản thân, đáng tiếc, kết quả là cô vẫn phải là kim hoàng, thật may, những tối tăm đó đã qua rồi, đêm gần giờ hợi, sau khi cơm no rượu say, là thời gian một nhà già trẻ thanh nhàn nhất, nhưng họ đều tự lôi ra vạn giới thông thức phù của mình, chăm chú xem một khu rừng trúc xanh rì màu xanh tươi mát xanh biếc hút mắt có đặt một cái bàn hai cô gái ngồi đối diện với nhau một người mặc cổ bào hai màu đỏ đen nhìn thẳng vào màn hình cười đầy chuyên nghiệp hoan nghênh các vị xem bản kiệt vạn giới có ước ta là khương du lần này chúng ta may mắn mời được đến đây thái thượng trưởng lão của tẩy kiếm cát bạch hồng cung tiên tôn một đời kiếm thần giang chỉ vi giang tiên tử cô ấy sẽ cùng trò chuyện với chúng ta về võ đạo và tâm linh tu hành kể lại cho chúng ta nghe một chút về một kỷ trước mà chúng ta đã không thể nào nhớ lại được. Giang chỉ vi vẫn mặc áo màu vàng, mày to mắt to, minh diễm chiếu nhân, cô khẽ gật đầu, thời gian như chưa bao giờ để lại được chút dấu vết nào trên cơ thể và tâm linh của cô. Chủ trì, vạn giới có ước, Khương Du hít sâu, cố kềm lại sự kích động và thấp thỏm trong lòng. Đây là tạo hóa đại thần thông đầu tiên từ trước tới nay nhận phỏng vấn trực tiếp của cô, mỗi người trong tổ tiết mục đều vô cùng căng thẳng nghe nói dưới bỉ ngạn không thể nhớ lại được một kỷ trước đám người họ ngay cả cơ hội muốn tới gần gian tiên tử cũng không có một cái ở trên trời một cái ở dưới đất con người làm sao đi làm bạn với kiến may mà bà chủ cụ cửu nương của cô là một nữ nhân có bản lĩnh giao thiệp rộng kiến thức phong phú không chỉ kiếm được vật kéo dài tuổi thọ vô cùng hiếm thấy khắp vạn giới mà còn mời được một vị đã tới gần kiếm đạo đỉnh phong kẻ đại thần thông đối mặt với nhân vật thế này sự khác biệt tiên phàm khó mà mô tả được, lúc nào cũng có xúc động muốn quỳ bái. Cũng chính vì vậy, mà ai cũng biết tiết mục hôm nay nhất định sẽ được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, vị trí của tiết mục cũng được nâng cao lên mấy lần. Khương Du miễn cười nhìn Giang Chỉ Vi, theo kế hoạch kịch bản ban đầu, chúng tôi sẽ cử hành một nghi thức long trọng để nghênh đón Giang Tiên Tử Hàng Lâm, để xứng đáng với thân phận của một kẻ đại thần thông. Nhưng Tiên Tử là người bình dị gần gũi, không ngờ lại cứ thế thoải mái tới đây, không để ý tới tiểu tiết, Giang chỉ vi cười, tiên giả tiêu giao, tâm linh tự tại, không cần phải nhiều lễ nghi phiền phức, ngoài 33 trọng thiên, chợt có một tiếng ho nhẹ, đây mới là phong thái của tiên gia thực thụ, thực làm người ta say mê, Khương Du vỗ tay tán thưởng, sau đó đi vào vấn đề chính, Giang tiên tử, từ khi Ngọc Hư cung tô mạnh thiên tôn mở ra kỷ nguyên tới nay, bí tịch tu hành đã được công khai rất nhiều, võ quán học viện thay thế cho các môn các phái. Họ thi nhau hóa dai, tấn chức khiến giới tu hành người đến sau cùng cuộn không ngừng võ học trở nên mạnh mẽ hưng thịnh người muốn tu hành không còn phải lo không có cơ hội nhưng đối với các môn phái lại bị ảnh hưởng vô cùng rõ ràng đối với chuyện này ngài là thái thượng trưởng lão một đại tông môn xin hỏi có ý kiến gì chăng giang chỉ vi chẳng cần suy nghĩ cười nhẹ đạo mà vốn nên là như thế trở lại ban sơ người người đều là nguyên thủy minh tâm kiến tính đều là như lai bất kể nam nữ già trẻ Yêu ma quỷ quái, về mặt bản chất là không phân cao thấp quý tiện, cơ hội bình đẳng mới đúng là thuận thiên ứng thời. Đối với các môn phái, nếu làm chuyện nghịch thế vậy chính là châu chấu đá xe, sẽ bị thời gian xóa sạch, nên cần phải chủ động thay đổi, thích ứng với thời thế mới là cách làm đúng đắn. Đương nhiên, loại tình huống này đối với tẩy kiếm các là có trăm lợi mà không một hại. Thương Du khó hiểu nhíu mày, bao nhiêu người đang xem cũng khó hiểu như cô, vì sao lại là chỉ có lợi không có hại với tẩy kiếm các? chẳng phải đại đa số môn phái đều vì thực tế này mà đã phải thay đổi hình thái hoặc đã hoàn toàn bị mất đi vinh quang hay sao? Giang Chỉ Vi vẫn không nhanh không chậm, có lẽ bởi vì chúng ta chỉ thuần túy là một môn phái kiếm tu, không hề có chấp niệm về việc phải mở rộng quy mô môn phái, luôn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với việc chọn lựa đệ tử chân truyền. Ngày xưa, chúng ta thu rất nhiều đệ tử bình thường, truyền thụ cho họ những môn kiếm pháp bình thường, sau đó quan sát bọn họ, khảo nghiệm bọn họ, ma luyện bọn họ để tìm ra những người có thể trở thành kiếm tu giả có những khi mấy đời đệ tử mà không tìm lấy được một người xu thế hiện nay đã giúp chúng ta tiết kiệm quá trình này cô xem trong chư thiên vạn giới tất cả những ai muốn tu hành đều được cung cấp bí tịch phù hợp sau đó nhờ các sư phụ trong các võ quán học viện chỉ dẫn từ từ tăng lên phá vỡ cửa ải có được công pháp cao hơn cứ tuần hoàn như thế cho tới khi tu luyện tới một mức nhất định mà không sư phụ nào có thể chỉ dẫn thêm được nữa. Trong quá trình này, mỗi sư phụ sẽ phải chỉ dẫn cho rất nhiều đệ tử, không giống các môn phái ngày xưa, sư đồ truyền thừa một thầy mà ít trò, quan sát chỉ dạy vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Mặt khác, thế giới vạn giới thông thức phát triển, luyện đan luyện phù luyện khí trở nên thông dụng, có rất nhiều những vụ hoặc khiến các đệ tử say mê phân tâm, lựa chọn đường khác, vì thế nếu có thể ở trong hoàn cảnh như vậy mà từng bước đi ra, vẫn có thể chuyên chú vào kiếm đạo, thì những người đó đều là những tu giả có nội tâm cường đại, có ý chí kiên định, đều có khả năng trở thành đệ tử chân truyền của tẩy kiếm các, chúng ta không cần phải tiếp tục quan sát, kiểm tra, ma luyện gì nữa. Khương Du đâm chiêu gật đầu, tiên tử nói rất có lý, tới cảnh giới pháp thân, bí tịch đã trở nên huyền ảo thâm thúy, nếu chỉ dựa vào bản thân, chẳng biết tới chừng nào mới lĩnh ngộ nổi chẳng bằng bái một vị tiên nhân làm sư phụ cùng nhau tu hành sẽ được chỉ dẫn tốt hơn đây đúng là lựa chọn tốt nhất xem ra hệ thống võ quán học viện là chỉ thích hợp cho từ phát thân trở xuống cảnh giới càng cao lên thì càng cần phải có sư phụ chuyên môn hai người nói thêm mấy câu về đề tài này khương du chợt mỉm cười tiên tử là kiếm thần lừng lẫy khắp chư thiên vạn giới mọi người đều rất tò mò về ngài tới nay ngài vẫn không có đạo lữ bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng này ngài có cảm thấy tịch mịch hay không? Giang chỉ vi vẻ mặt vẫn như thường, thản nhiên cười. Thứ nhất, chữ lữ trong tài lữ pháp địa nghĩa là người bạn tốt có thể bảo vệ lẫn nhau, có thể trao đổi cảm ngộ đại đạo với nhau, chứ không phải ý nghĩa là đạo lữ theo thế tục nghĩ. Mà những người bạn tốt như vậy, ta không hề thiếu. Thứ hai luyện kiếm tức là luyện tâm, không thể lấy tình cảm của phàm tục để áp vào tiên Phật, sự tịch mịch của các người có khi lại chính là sự hưởng thụ của chúng ta khúc mắt trong mắt các người có khi chỉ là mây khói thoảng qua, chém đứt đi những hư vọng trong nội tâm chính là công phu tu hành hàng ngày, quan trọng hơn nữa là, truy tìm đạo, tâm ta là đủ, không cần mượn tới trợ lực bên ngoài, như vậy làm sao mà tịch mịch, tâm ta là đủ, không cần mượn tới trợ lực bên ngoài, Khương Du lẩm bẩm mấy lần, vẫn không sao hiểu nổi ý của Giang Chỉ Vi, song cô cảm nhận được tâm linh cường đại của đối phương qua câu nói đó, trầm mặc nửa ngày, cô lại cười, hỏi tiếp, tiên tử chữ lữ trong tài lữ pháp địa của ngài, ngài không có thiếu, chúng ta cũng biết ngài với vị kia của Ngọc Hư Cung là bạn bè từ nhỏ với nhau, là người có thể phó thác sinh tử chí giao, cho hỏi một kỹ trước, khi hai người cùng trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, có khi nào có một tình cảm khó tả nào từng thoáng qua không, soạt, cả đám khán giả đang coi đều ngồi thẳng dậy, mắt mở to chờ nghe đáp án, hửng, ngoài 33 trọng thiên, trong Ngọc Hư Cung, Mạnh Kỳ đang vuốt lông mèo, quay đầu lặng lẽ ngó qua, thời gian trôi ngược lại một chút trước đó. Khương Du chợt giật thót, sao tự nhiên mình lại muốn hỏi câu này, lỡ không hay sẽ tạo ra tinh phong huyết vũ ta, hú hồn, may mà mình mới chỉ nghĩ trong lòng thôi, chưa có hỏi ra miệng, cô đổi liền câu hỏi, tiên tử, chữ lữ trong tài lữ pháp địa của ngài, ngài nói không hề thiếu, chúng ta cũng biết ngài có mấy vị có thể phó thác sinh tử chí giao, có thể kể cho chúng ta một chút vài chuyện thú vị hoặc mạo hiểm nào đó mọi người cùng trải qua hồi đó không? Mọi người đều rất tò mò hứng thú về một kỹ trước, khán giả đều gật gù, đúng đó, Giang chỉ vi giật mình, miếm môi cười, được, thiên địa lại mở, kỷ nguyên tân sinh, quán gian khẩu đã không còn một chút khí tức hào khí nào của ngày xưa, một vân nhạc mặc áo màu hồng cánh sen, bồi hồi ở ngoài miếu nhị lan thần quân, chờ đợi kết quả thông truyền, tuy hôm nay cô cũng đã đứng vào hàng tiên bang, chỉ còn kém một bước là sẽ trở thành truyền thuyết, chư giới duy nhất, nhưng trước mặt kẻ tạo hóa đại thần thông, cô vẫn nhỏ bé chẳng khác gì phàm nhân, chưa kể dương tiễn một kỹ trước thời thần thoại đã là một nhân vật tiến tâm lừng lẫy cấp thiên tôn, được ngài cho triệu kiến hay không vẫn còn là ẩn số, nhất là cô cũng biết mục đích cầu kiến của mình chẳng ra sao. Cô chính là muốn chỉnh sửa nguyên hoàng truyện nên mới tới đây, qua nhiều năm tìm hiểu, cô đã viết quyển sách này tới phần kết cục, trong đó có tiết lộ khá nhiều chuyện lạ, nhưng có những chuyện có chi tiết trước sau mâu thuẫn với nhau mà cô mãi vẫn chưa tìm ra được lời giải thích hợp lý, đành phải trực tiếp tới cửa xin bái phỏng người ta, xin người ta kể cho sự thật. Đối với các tiên thần, đây là việc nhỏ như đậu xanh hạt vừng, vì thế cầu kiến một vị tiên tôn hoặc thiên tôn là chuyện không thể nào tưởng tượng được, nhưng một vân nhạc đã nhìn kỹ tâm linh, thấy đây đúng là việc quả thật muốn làm, nên mới không ngại vất vả không sợ bị từ chối bôn ba khắp nơi bị đám bạn tốt đều cười chọc lạc máu si không thay đổi. Chờ một hồi lâu, một vị thần cấp thấp đi ra, mỉm cười hành lễ, chân quân thỉnh tiên tử vào trong, chân quân đồng ý. Một vân nhạc sửng sốt, mừng rỡ vô cùng, cảm kích muốn rơi nước mắt, không ngờ thanh nguyên diệu đạo chân quân lại dễ nói chuyện như vậy, ngay cả cô cũng còn thấy ngượng khi tới xin gặp người mà chỉ vì một việc nhỏ thế này. Một vân nhạc được dẫn đi tới một trọng thiên giới khác đầy tiên khí giạt dào, gặp được dương tiễn ở trong điện. Dương Tiễn vẫn đội phiến vân Quang, mặt thủy hợp phục, chân đi giày cỏ, eo buộc giải tua rua, tuấn tú xuất trần, tiêu sái tùy ý, tay phải buông thõng tự nhiên, vuốt lưng hao thiên quyển, khóe miệng cười nhẹ, lẳng lặng nhìn một vân nhạc, đợi một vân nhạc hành lễ xong, hắn nhẹ nhàng hỏi, cô nương muốn hỏi chuyện chân tuệ năm đó, vâng. Mục vân nhạc trả lời, cũng không phải, thực ra là về chuyện khác, vãn bối nghe người ta nói, Chân quân lúc trước đối với Nguyên Hoàng Thiên Tôn nói chân tuệ chính là tâm cảnh tính tình của ngài trước khi nhập đạo biến thành, từ, đúng thế. Dương tiễn khiến một vân nhạc có cảm giác như gặp được gió xuân, một vân nhạc si thì si, nhưng mà không có ngốc, nhưng vì sao chân tuệ lại không hề thay đổi, vẫn giữ được xích tử chi tâm, mà chân quân lại không còn diện mạo cũ, nếu không làm rõ vấn đề này, sau khi chỉnh sửa Nguyên Hoàng truyện xong truyền bá ra, sẽ có người nghi hoặc chi tiết này sau đó nhiều khi sẽ lại đi phát biểu linh tinh. Đương nhiên, một vân nhạc không phải là để ý chuyện đó, mà cái chính là chính cô cũng tò mò, ngươi muốn nghe chuyện xưa. Dương Tiễn vuốt lại lông hao thiên quyển cho em, khiến nó thoải mái tới mức hiếp cả mắt, ở lâu trong ngọc hư cung, nó đã bị đám yêu quái kỳ kỳ quái quái kia truyền nhiễm cho cái thói biến nhát. Một vân nhạc ngồi thẳng lưng, mắt tỏa sáng, đúng vậy, Dương Tiễn chậm rãi mở miệng, trước thời ân thương, đại địa hỗn loạn, hồng thủy tứ lược, yêu quái hoành hành nhân tộc các bộ chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ được mình gần một bộ lạc nào đó đất đai hoang vu nước sông đục ngầu cuồn cuộn núi non trùng điệp khắp nơi dương tiễn ngươi đừng đi theo chúng ta một thằng nhóc trừng mắt với thằng bé ngôi hồng răng trắng sau lưng tiểu dương tiễn ánh mắt sáng ngời sao ta không được đi tộc trưởng bảo con nít phải đi chung với nhau bởi vì ngươi ngốc bởi vì ngươi xuẩn thằng nhóc thầm đáp nhưng nếu nói như thế trải qua sự thật lâu dài đã chứng minh sẽ không đuổi được cái tên dương tiễn ngu ngốc này đi bởi vì hắn không hiểu nghĩ nghĩ thằng nhóc quyết định dùng tuyệt chiêu bắt chước dáng điệu của phụ thân hừ một tiếng bởi vì ngươi không cha không mẹ tại sao ta lại phải có cha có mẹ tiểu dương tiễn ngơ ngác ngươi nhìn đi bọn ta đều có cha mẹ chỉ ngươi là không có cho thấy chúng ta là không giống nhau có nghĩa ngươi là kẻ không ai muốn chứng tỏ ngươi là quái vật thằng bé không ngừng buông ra những lời tàn nhẫn tiểu dương tiễn tò mò nhìn hắn tộc trưởng đã nói không cha không mẹ mới là lợi hại nhất các ngươi đều không nghe giảng à hả cả đám con nít quay qua nhìn nhau không hiểu được sự tự tin kia của dương tiễn là từ đâu mà có sao lúc nào nó cũng tự tin quá thể thế tiểu dương tiễn chăm chú giải thích tộc trưởng nói thiên đế rất lợi hại mà thiên đế chính là trời sinh đất dưỡng không cha không mẹ tộc trưởng còn nói tộc trưởng bộ lạc họ cơ cũng lợi hại, người đó cũng có mẹ không cha, cảm ứng mà sinh, nó nói hơi lộn xộn, đôi ra cả đống ví dụ lung tung, cuối cùng kết luận, các ngươi thấy chưa, có cha không mẹ lợi hại hơn có cha có mẹ, có mẹ không cha lại lợi hại hơn có cha không mẹ, không cha không mẹ còn lợi hại hơn có mẹ không cha nữa, đó mới chính là lợi hại nhất, nó hết cầm, nhìn xuống đám con nít, đầy dáng vẻ kiêu ngạo, các ngươi nhìn đi. Ta cũng không cha không mẹ, cho nên ta cũng rất lợi hại. Đám con nít bị lý lẽ cường đại của nó làm cho há hốc mồm, dao động trong lòng, còn cảm thấy nó nói có lý, một hồi lâu sau mới xì một tiếng kinh miệt, chỉ ra sau lưng dương tiễn, nhìn kìa, cái gì? Tiểu dương tiễn vội quay đầu lại, có cái gì hả? Phía sau trống trơn, trừ cỏ dại hoa dại, không có vật gì khác, quay đầu trở về, cả đám trẻ con đã chạy mất, lại bị lừa, tiểu dương tiễn lầm bầm, nét mặt hơi buồn, nhưng rồi lại vui lên, đi về hướng một ngọn núi, ở đó có một người bạn mới, Tiểu Hắc. Tới nơi, nó khẽ gọi, về một tiếng, một con chó đen nhỏ bẩn thiểu từ gần đó chạy ra, vẫy đuôi với Tiểu Dương Tiễn, Tiểu Dương Tiễn cười tươi rói, Tiểu Hắc, sau này ta sẽ luyện công cùng với ngươi, Tiểu Hắc cẩu ngay ra, đôi mắt đầy linh tính chớp chớp. Cùng ta luyện công, tộc trưởng nói nhân tộc chúng ta muốn học thiên địa, thì phải bắt chước yêu tộc, đợi đến khi trưởng thành, sẽ còn phải dung hợp với máu yêu tộc mới có thể trở thành chiến sĩ lợi hại bây giờ ta còn nhỏ phải bắt chước yêu tộc để bắt đầu ngươi là yêu tộc duy nhất mà ta biết nó tỉ mỉ nghiêm túc quan sát bộ dáng tiểu hắc cẩu sau đó nằm sấp xuống tứ chi bò đất thè lưỡi ra gâu gâu làm xong nó nhìn tiểu hắc cẩu cười rạng rỡ ta bắt chước giống không tiểu hắc cẩu thiếu chút nữa quên thở mắt đầy ngơ ngác nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chơi với tiểu hắc cẩu hồi lâu, tiểu dương tiễn thỏa mãn đi lên đỉnh núi, còn chưa tới gần, mũi đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, bắt được con mồi to. Tiểu dương tiễn ngốc nghếch nghĩ, vội tăng tốc chạy qua vách đá để về tộc, ngang dọc đều là thi thể, tất cả đều khô quắc như bị sấy khô. Tộc trưởng Tộc trưởng Tiểu dương tiễn chạy vội tới một bộ thây khô, nước mắt ròng ròng, cố lay mạnh ông đây là tộc trưởng của bộ lạc, người mà theo nó là rất lợi hại rất anh hùng. Tộc trưởng như hồi quan phản chiếu, đột nhiên mở mắt, mạnh bắt lấy tay tiểu dương tiễn, trốn mau, chúng tìm ngươi, nói xong, ông ngửa mặt ngã quỵ, không còn hơi thở, tìm ta. Tiểu dương tiễn mặt dạy ra, tìm ngài. Một vân nhạc cũng mở to mắt, dương tiễn vẽ mặt ôn hòa, đúng, tìm ta, nhưng đúng ra, là tìm thiên đế, thiên đế. Một vân nhạc ngơ ngẩn. Năm đó thiên đế vì để thoát khỏi ràng buộc của thần linh chi khu, nên đã dùng thạch bi bí mật chuyển thế, đồng thời bố trí những cái bẫy giả, ta chính là một trong những cái bẫy giả đó, Dương Tiễn thản nhiên trả lời, ồ, ra vậy. Vậy làm sao người tránh được thần linh tìm kiếm? Một vân nhạc hỏi, Dương Tiễn mỉm cười, may mà vị thần linh tìm tới đó không lợi hại, đã cùng tộc trưởng đồng quy vu tận, một vân nhạc giật mình gật đầu, thở dài, từ lúc đó người bắt đầu đào vong, trải qua nhiều đau khổ dần dần thành thục không còn tính tình và tâm cảnh của ngày xưa nhưng chân tuệ cũng đâu có thuận buồn xuôi gió cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm mà vì sao hắn không thay đổi trước khi dương tiễn bái sư ngọc hư cung cũng chính là trước khi chính thức nhập đạo thì mọi thứ đều phải dựa vào tự thân dương tiễn tao nhã cười mà chân tuệ dù gặp phải mã phỉ rồi bị chia lìa với sư huynh đệ gặp phải nhiều ma luyện gì đó thì cũng có người để dựa vào có sư huynh có sư phụ không cần phải bận tâm quá nhiều hắn nhắm chặt mắt nếu lúc trước khi nhập đạo mà ta cũng có sư huynh có sư phụ tính tình và tâm cảnh đó có lẽ sẽ kéo dài hơn nhưng chuyện tới hôm nay chân tuệ vĩnh viễn là chân tuệ dương tiễn cũng đã trở thành thanh nguyên diệu đạo chân quân thanh âm trầm thấp như vang vọng thấp chư thiên một phân nhạc trung người thấy nê hoàng cung trên đầu dương tiễn mở ra tỏa ra ánh sáng biến hóa thành đủ loại ảo ảnh không ngừng tụ hợp không ngừng biến hóa như muốn kết ra một quả thực hư ảo gió rét rít rào thời gian trôi qua không dừng đất đai trở nên hoang vu lạnh giá trong thế giới âm u mênh mông không có giới hạn này bỗng nhiên hàng xuống một đạo kim quang dần rõ thành hình một cánh cửa đầy hoa văn cánh cửa mở ra một đám người đi ra có già có trẻ có nam có nữ đầu đều quấn thăng đỏ có hào mang phụ thể người đi đầu để hai nhúng râu cong cong giơ một lá cờ to màu vàng trên viết năm chữ lớn đoàn ngắm cảnh địa phủ hắn cảm nhận được âm phong ở đây có khả năng thổi tan hồn phách lập tức quay đầu dặn dò các vị khách quan các ngươi có hồng bảo khăn phụ thân băng hàng không xâm quỷ túy bất nhiễm cứ yên tâm đi theo chú ý không được để lạc đội lạc đường âm thổ này rộng lớn vô ngần lúc nào cũng có chuyện nguy hiểm xảy ra không phải thiên tôn phật tổ thì không thể đi lung tung lỡ mà bị lạc là không thể tìm được đâu vâng dẫn đường tiên sinh đám du khách này rất là có học hành phép tắc cùng kêu lên trả lời, người dẫn đường dơ lá cờ lên, hào quang thịnh phóng, chiếu sáng con đường phía trước, hắn vừa đi vừa nói chuyện, tầng âm thổ chúng ta đang nhìn thấy được hình thành trong năm nhân hoàng, là sự kết hợp của âm thổ hai thời đại viễn cổ hoang mang tuế nguyệt và khai thiên tịch địa hồng hoang chi kỹ lại với nhau, đám du khách đầy tò mò nhìn quanh, mơ hồ nhìn thấy trong âm phong như có những bóng đen vạn vẹo mờ mờ, bọn họ đi một hồi lâu, người dẫn đường chỉ vào ngọn núi cao ngất tối đen bên trái. Đây chính là tâm sơ ngục trong truyền thuyết, địa phủ tự nhiên hình thành, phàm là kẻ khi còn sống phạm vào tội gian dâm ăn cướp, sau khi chết sẽ bị đóng đinh ở đỉnh núi, ngày đêm bị chịu tán hồn cương phong và tiêu phách sát khí thổi qua, thống khổ 77 49 năm mà không hoàn toàn tan thành mây khói thì mới được giải thoát, đám du khách nhìn theo hướng tay chỉ. Ngọn núi ấy một màu đen trầm bóng loáng, kết băng sương, nhưng nhìn kiểu nào cũng không sao nhìn thấy cái gọi là âm hồn bị thụ hình chẳng lẽ thế đạo sau này tốt quá, không còn những kẻ gian dâm ăn cướp. Một thư sinh trung niên vuốt năm chòm râu dài, dẫn đường ha ha cười, không phải vậy, là địa tạng vương huyền bi Bồ Tát thề nguyện siêu độ chúng sinh, độ hết tất cả những chấp niệm và tội nghiệp, tiếp dẫn hết bọn họ tới Phật quốc tịnh thổ, Bồ Tát từ bi, lấy bản thân chi thân để gánh tội nghiệp chúng hồn. Trong đám du khách có một cư sĩ tinh Phật, lập tức chấp tay nhưng mà những kẻ gian dâm ăn cướp kia không nên phải nhận báo ứng hay sao? Vậy sau này mọi người đều làm chuyện xấu, đều chờ địa tạng vương cứu độ là được rồi. Một thiếu niên tức giận bất bình, dẫn đường nghe vậy cười, các vị khách quan an tâm đừng nóng, vừa đi vừa nghe, đi thêm một hồi, âm phong khu này yếu hẳn đi, hiện ra một tòa thành chỉ còn cửa lớn, ngoài cổng dựng bảy tám cái hoa cái, buông xuống vạn đạo thủy quan, bảo vệ những cái án kỹ rất nhiều âm hồn từ bốn phương tám hướng đua nhau chen tới, cái gì thế? Thiếu niên ban nảy hỏi, dẫn đường hắt một tiếng, các vị tới gần nhìn là biết, mọi người tới gần, thủy quan dần sáng, thấy trên những cái bàn đều có tranh treo dọc phấp phới, phân biệt viết địa tạng tịnh thổ, phong đô quỷ thành, tinh kỳ âm phủ, chân không gia hương, vân vân, các quỷ hồn thi nhau trao gọi, đến phong đô quỷ thành chúng ta, bao ăn ở bao tu luyện bao luân hồi, nhất định đừng có tới tinh kỳ âm phủ, Kẻ phạm các loại tội nghiệp ở nơi đó sẽ đều bị cải tạo lao động, ngay cả người lương thiện chính đời cũng không được đối xử khác gì đâu. Các vị, các vị, luân hồi hữu hạn, khổ hải vô nhai, các ngươi muốn ở trong luân hồi dần hao mòn bản thân, cuối cùng mất đi bản tính, hóa thành một người khác, hay là muốn được cải tạo, hướng tới con đường tu đạo, lấy pháp chú thân, Địa Tạng Huyền Bi Bồ Tát chúng ta từ bi, nguyện dùng kim thân gánh đỡ tội nghiệp của các ngươi, lấy Phật pháp hóa giải chấp niệm của các ngươi giúp thể xác và tinh thần của các ngươi được thanh tịnh, được đại tự tại đại cực lạc. Âm thanh rao mời hỗn loạn vào nhau, chỉ có người ở dưới tấm tranh, chân không gia hương, là yểu xìu im lặng, thi thoảng mới hô nhỏ cho có một câu, vô sinh lão mẫu, chân không gia hương, cực kỳ là miễn cưỡng, bọn họ đang cướp đoạt âm hồn. Một lão giả tò mò, dẫn đường gật đầu trả lời, không sai, âm thổ vô biên này vốn ban đầu chỉ có địa tạng tình thổ, trưởng khống sinh tử, thao túng luân hồi, sau này mới có thêm các thế lực đạo môn nhân hoàng la giáo vân vân tiến vào huyền bi bồ tát từ bi vi hoài không muốn bởi vậy mà tạo thành xung đột ngầm đồng ý cho các thế lực tự dùng bản sự mà làm chỉ không được gây nên chiến đấu với nhau như vậy a à, lão giả tóc trắng khẽ gật đầu dẫn đường tiên sinh ngươi thấy sau khi chết đi thì nên tới nhà nào tốt nhất thân có tội nghiệp có đúng là cứ tới địa tạng tịnh thổ là sẽ được hóa giải sau đó được thanh tịnh tự tại cực lạc hay không Thiếu niên ban nảy biểu môi, nói thầm, nếu thực sự dễ dàng như vậy, thế gian đã đầy người xấu rồi, dẫn đường ha ha cười, lão trượng à, tuy thiện môn có câu phóng hạ đồ đao, huyền bi Bồ Tát cũng sẽ thay các ngươi gánh vác tội nghiệp tương ứng, nhưng ngài ấy không thể hóa giải được nhân quả trong đó, một kỹ này của chúng ta lấy ngọc hư cung mạnh thiên tôn cầm đầu, đạo của ngài ấy mới là bao hàm chuyện nhân quả, cho nên sau khi đánh tan tội nghiệp, tiêu trừ chấp niệm, còn phải thân nhập luân hồi kết thúc nhân quả mới có thể tiếp tục tu thiện bằng không dù có ở mãi trong huyền bi bồ tát tịnh thổ thì cũng sẽ tu hành đình trệ trơ mắt chờ đợi chung kết tới mà thôi lão giả tóc trắng im lặng hơn nửa ngày mới gật gật đầu tí nữa chúng ta tới nơi nào của địa phủ đương nhiên là đi địa tạng tịnh thổ huyền bi bồ tát đã được chư phương âm phủ công nhận là địa phủ chi chủ hơn nửa ngày ngày đều có khai đàn thuyết pháp chỉ cần nghe một chút cũng tuyệt đối được lợi vô cùng dẫn đường vừa nói vừa đi, xuyên qua cánh cổng đầy quỷ vật, chọn con đường chính, đi tới một vùng Phật quốc mông lung vắt ngang qua ức vạn kiếp số. Khắp nơi trong tịnh thổ đều có những cây bồ đề xanh tươi, khắp nơi nở đầy hoa bà la, hoa sen vàng, ven ao nạm hoàng kim lưu ly thất bảo, tỏa ra ánh sáng đủ màu, số lượng chùa chiền đếm không hết, ở ngay giữa Phật quốc, có một cái đài sen vàng thần thánh, ngồi bên trên đài sen là địa tạng kim thân huyền bi, ông cầm một vòng xe hai màu đen trắng do sinh tử hóa thành dáng vẻ đầy thương hại từ bi giọng nói to lớn trang nghiêm giảng giải từng câu phật pháp chung quanh ngồi đầy quỷ vật đủ loại tộc đàn quý vạn giới thông thức phù của ta mất tín hiệu rồi thiếu niên ban nãy lấy thông thức phù ra định chụp ảnh lưu niệm u lên diễn đàn để làm bằng chứng ngày du lịch hôm nay không ngờ lại không có tín hiệu dẫn đường ho khan một tiếng thở ban sơ âm thổ với dương thế là có liên thông với vạn giới thông thức phù nhưng sau này phát hiện âm dương hổ thực mà nhân quả dây dưa vì thế có một ngày, hai giới tự nhiên ngăn cách, Minh Phủ tự thành cục vực, chỉ có ngày rằm tháng 7 hàng năm là nối kết được với nhau, và nối liền 15 ngày, vậy chuyển phát nhanh có đến âm thổ được không? Có người sốt ruột hỏi, có thể, có thể, các đại tiên môn bình thường đều có lui tới với âm thế, hơn nữa Ngọc Hư chuyển phát nhanh không có nơi nào là không đến, dẫn đường chuyên nghiệp trả lời, các vị có thể giải tán ngay tại chỗ, ai muốn nghe Phật Pháp thì đi nghe ai muốn thăm người thân thì đi thăm người thân, ai muốn đi dạo chung quanh thì cứ đi, đợi huyền bi Bồ Tát giảng pháp hoàn tất, chúng ta lại tập hợp ngay tại đây. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ tịnh thổ đột nhiên tối sầm, ai nấy kinh hải kinh hô, trong giây lát, ánh sáng lại trở về, thanh quan chiếu sáng Phật quốc, chiếu sáng âm thổ, huyền bi đã dừng giảng pháp, ngẩng đầu nhìn ra ngoài âm thổ, nhìn thấy dị tượng liên tục hiện, nhìn thấy dương tiễn đăng lâm bỉ ngạn, đến khi mọi thứ bình ổn, ông lại nhìn sang hướng vị trí Ngọc Hư Cung, khe khẽ thở dài, lão nạp lại có tâm muốn thu đồ đệ, không biết hai vị thí chủ nào hữu duyên. Phật âm vang vọng, ông thò tay nắm lấy một đóa sen vàng đang bay xuống. Thiếu niên trong đoàn du khách đột nhiên miễn cười, vẻ đầy hiểu biết. Huyền đi bi Niêm Hoa, già Diệp cười, mây sương như khói, bao phủ bình hồ, những giọt mưa nhỏ xíu bay xéo, đập vào mặt người đi đường không giảm mà còn tăng, trong chơi trong cảnh đẹp, nơi bên bờ, dưới hàng dương liễu rủ mạnh kỳ mặc bào xanh ngồi xổm bên dòng nước vừa rửa tay vừa nhìn du khách qua lại sau lưng hắn cố tiểu tan mặc váy trắng cười đứng bên cạnh tay giơ một chiếc dù đỏ che khuất thân ảnh hai người đạo quan gần đó hương khói lượn lờ thờ nhất khí hóa tam thanh thiên tôn tô mạnh đi thôi mạnh kỳ đứng dậy chắp tay sau lưng mà đi khí định thần nhàn cố tiểu tan dù đỏ tựa vai má lúng khẽ hiện cố ý hỏi đi đâu đi chung quanh một chút cảm thụ hồng trần ở lâu trong vân tiêu dễ mất bản tâm mạnh kỳ vừa nói vừa đi qua mấy người chẳng ai biết mình vừa đi lướt qua thiên tôn cao cao tại thượng không sai nhưng nếu để cao cao tại thượng trở thành kỳ vọng cố chấp không thay đổi đến mức diệt tình đoạn tính cũng không sao thì không tốt cố tiểu tan miếng môi cười sóng mắt lưu chuyển với thiếp thân hồng trần thế tục nam nữ già trẻ thực ra đều không đặt ở trong lòng giúp cũng không vui diệt cũng không thích chỉ không ngờ cả đời phản kháng lão mẫu cuối cùng lại biến thành kim hoàng mạnh kỳ khẽ gật đầu tiện tay hái một lá dương liễu nắm thành một đống đốm vụn hóa thành một mảng biển sao biển sao bay lên xông tới tận trời chiếu sáng khắp không gian khiến ai nấy đều ngẩn lên nhìn đây là cố tiểu tan tò mò mạnh kỳ tay trái chấp sau lưng chứa ý cười tuy lúc sáng lập ra một kỷ chư thiên vạn giới này vì vạn sự vạn vật mà đều lưu lại một đường sinh cơ nhưng với tuyệt đại đa số người thường đến cuối đời cũng khó có khả năng thay đổi vận mệnh ta ném ra mấy kỳ ngộ này cho mỗi sinh linh đều có một cơ hội lưu lại giấc mộng của mình đương nhiên kẻ có được mà không biết tận dụng cũng không sao toàn trên tự nguyện mà thôi vi phu sẽ không cố ý đi can thiệp vào tương lai của họ hai người vừa nói vừa đi thân ảnh dần tiêu tán trong sương mờ biển sao trên trời nổ tung những vì sao bắn tóe đi khắp nơi bóng đêm say lòng người thẩm thành bỗng nhiên bừng tỉnh bị ác mộng làm sợ tới mức vả mồ hôi lạnh trong giấc mơ hắn nhìn thấy cảnh gia tộc sắp bị đại họa kia khiến cho hủy diệt hắn vì tu hành còn chưa nhập môn nên hoàn toàn bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra vì vậy không còn cuộc sống cẩm y ngọc thực mà trở nên lưu lạc giang hồ trà trộn trong tầng dưới chót của xã hội vì để lấp đầy bụng vì tranh đoạt địa bàn mà hết lần này tới lần khác tự đưa mình vào nguy hiểm cuối cùng bị loạn đao chém chết ngay ở ngoài cửa của phủ đệ mình đang ở này đây là mộng không phải thật nhưng chuyện đó một năm sau sẽ xảy ra mình phải làm gì bây giờ không thể để chuyện đó xảy ra được thẩm thành thở phì phò trong đầu lộn xộn nghĩ ra đủ thứ tâm bất bình tình không tỉnh hắn khoác áo xuống giường bước đến bên cửa sổ nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa bên cửa sổ đặt một chiếc bàn học trên bàn đều là sách giải trí thẩm thành yêu thích bao gồm rất nhiều tiểu thuyết thoại bản đúng lúc này một đạo lưu quan cắt qua phía chân trời rơi ngay vào trên bàn, hóa thành một quyển sách rất dày tỏa ra kim quang nhàn nhạt, bị sách một màu đỏ thẩm, trên có tựa đề, đây là thẩm thành vừa sợ vừa tò mò, nhìn xuống, sâu trong lòng hắn trào ra niềm vui sướng, trong rất nhiều tiểu thuyết và thoại bản hắn xem đều có cảnh kiểu này, kết quả đều là nhân vật chính sẽ nhận được một ưu việc nào đó, nói cách khác, mình có kỳ ngộ, ánh mắt rơi xuống, thẩm thành đọc được tên cuốn sách, khởi điểm 10 năm hợp tập, khởi điểm 10 năm hợp tập. Thẩm Thành ngơ ngác, đây là ý gì? Tên gì chưa bao giờ nghe thấy thế này? Lấy lại bình tĩnh, hắn cẩn thận dè chừng lật sách ra, thấy ngay trang bìa trong ghi một dòng chữ, lật một trang, sẽ đạt được một kỳ ngộ tương ứng, cơ hội chỉ có một lần. Tiếp theo là một lục, mỗi mục tiêu đề đều có số trang tương ứng, xuyên Việt trang 1, trùng sinh trang 356, đầy bụng thi từ trang 399, chỉ số thân thể cải tiến, khác với nguyên bản trang 400. Vạn giới thương thành, trang 701, dị năng, trang 702, chủ thần không gian, trang 1008, thẩm thành ngốc ra nhìn, thậm chí ở khúc cuối còn nhìn thấy mấy thứ như nhân vật chính, hình thiên sát cô tinh, nhân vật chính, hình giống cái sinh vật phát tình, nhân vật chính, hình đối thủ bị giảm chỉ, số thông minh, nhân vật chính, hình chung quanh sinh vật NPC hóa, cái gì với cái gì thế này, thẩm thành hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, đưa tay lên vỗ má, cảm nhận được đau đớn, mà quyển sách khởi điểm 10 năm hợp tập trên bàn vẫn chưa biến mất, thật là kỳ ngộ a. À. Dựa theo nhắc nhở, lật đến trang nào là sẽ gặp được kỳ ngộ tương ứng. Trùng sinh, trùng sinh, chẳng lẽ là quay trở lại lúc trước, sống lại vào các khoảng thời gian khác nhau, Thẩm Thành lẩm bẩm, đây là khả năng thao túng thời gian. Đúng là quá tuyệt, trong lòng Thẩm Thành đương nhiên cũng không nén nổi nghi hoặc và lo lắng, đằng sau kỳ ngộ này có tiềm tàng âm mưu gì không? sao tự nhiên lại xảo tới mức rơi ngay xuống trước mặt mình hay quả thật chỉ là trùng hợp suy trước tính sau nhớ tới đại họa đã tới cận kề thẩm thành hít một hơi thật sâu quyết định mạo hiểm đi thử sau khi suy tính cân nhắc hắn thò tay lật ra trang chỉ số cơ thể cải tiến khác với nguyên bản xuyên không có nghĩa là vứt bỏ gia tộc để họ tự phải đối mặt với đại họa đây không phải điều thẩm thành mong muốn trùng sinh nếu vào điểm thời gian không đúng cũng không thay đổi được thế cục trước mắt tương tự dị năng nhìn thì rất hay, nhưng đầu tiên thì phải khẩn cầu vận khí, bằng không rất dễ dàng gặp phải gân gà, không có công dụng gì. Về phần chủ thần không gian, vạn giới thương thành vân vân, thẩm thành hoàn toàn không hề biết đó là cái gì, ai biết sẽ gặp phải chuyện gì. Những cái nhân vật chính gì đó lại không thể lựa chọn trạng thái, nên cái chỉ số thân thể chính là cái chọn tốt nhất. Thực ra, mấy chữ chỉ số thân thể này, thẩm thành cũng không hiểu lắm, chỉ là đoán mò đại khái mà thôi trang sách lật ra, kim quan tỏa sáng, bao phủ thẩm thành, đến khi tầm mắt khôi phục, khởi điểm 10 năm hợp tập đã không còn, thay vào đó hắn nhìn thấy mấy hàng chữ, họ tên, thẩm thành, tuổi, 19, sức mạnh, 16, miễn cưỡng tính đại lực sĩ, nhanh nhẹn, 12, người bình thường, ý chí, 10, một người đa sầu đa cảm, trí tuệ, 16, cẩn thận không phải chuyện xấu, thể lực, 15, rèn luyện được, cũng không tệ lắm, trí lực, 13, cấp trung bình, mị lực, 18, 13 năm được người ngưỡng mộ, gia tộc gia thành, huyết lượng trị, 150 toàn thân không còn điểm yếu, điểm thuộc tính hiện tại, 3 điểm, cơ hội trọng trí thuộc tính, một lần, khuôn mẫu, thần cách thần linh, thẩm thành nghĩ nghĩ, bỏ thêm 2 điểm vào một sức mạnh, ngay lập tức cảm nhận được trong người như có một luồng khí nóng nổ tung, ra khỏi phòng, đi ra hoa viên, hắn đưa tay ra nắm lấy cái tạ đá, đây là vật nặng bao lâu nay hắn chưa bao giờ nâng nổi. Thẩm Thành hít sâu, vận lực, tạ đá ầm ầm bị nhấc lên. Dơ tạ đá, Thẩm Thành cảm thấy vẫn còn dư lực, trong lòng vừa vui vừa lo, vui là thật sự được kỳ ngộ, chỉ dựa vào yếu tố toàn thân không còn điểm yếu và cơ hội trọng trí thuộc tính, mình chỉ cần cố gắng chuyên tâm là có thể giải quyết đại họa của gia tộc, lo là kỳ ngộ này nhất định là thủ đoạn của Tiên gia, không biết họ có mục đích gì đằng sau nó hay không. Đêm khuya nhân tỉnh, Dậm Vân phi nằm trên giường, dập tâm chơi di động, bỗng nhiên, di động tắt ngúng, mía, phải đổi. Nhậm Vân Phi mắng, thử khởi động lại, ký hiệu khởi động hiện ra, hắn thở vào, sau đó nhìn thấy trên màn hình có thêm một hàng chữ to, tấn giang 10 năm hợp tập, hả? Nhậm Vân Phi ngơ ngác, 10 năm sau, trên vùng sóng biển cuộn trào mãnh liệt, một chiếc lâu thuyền cập bến vào đảo, thẩm thành chắp tay sau lưng, bước theo thang đi lên, khí chất thâm sâu, vô cùng hấp dẫn đằng trước mặt có một đạo quan màu xám xanh chìm giữa không gian xung quanh đây là nơi bói toán giỏi nhất thiên hạ thẩm thành có một nghi vấn luôn canh cánh trong lòng muốn được giải đáp nhậm vân phi mở cửa xe phát hiện mình lại bị thất thần vốn định đi đạo quan cầu phù bình an ai dè lại đi ngược hướng tới long hổ tự thôi tới cũng tới rồi lắc quẻ cũng được xem xem cái kỳ ngộ kia rốt cuộc là sao nhậm vân phi thầm nghĩ thẳng bước đi tới đạo trưởng ta muốn xem bói. Thẩm thành lạnh nhạt nhìn lão đạo trước mặt, lão đạo chẳng buồn ngước mắt, coi cái gì, tại hạ nhiều năm trước gặp được một phen kỳ ngộ, muốn tính xem cường giả phía sau màn đại khái có mưu đồ gì. Thẩm thành bình tĩnh đáp, lão đạo cầm lấy quẻ bàn, nhậm vân phi lay ống thẻ, miệng không ngừng lẩm bẩm, kỳ ngộ của mình là thế nào, ba, một que trúc văn ra, rơi xuống đất, giải ra là cái gì. Nhậm vân phi khẩn trương nhìn lão hòa thượng, Lão Hòa Thượng miễn cười, đại khái là bốn chữ, chữ gì? Nhậm Vân Phi ngừng thở, Lão Hòa Thượng, hảo nhân hảo sự, đáp án là cái gì? Thẩm Thành không kềm được, giọng hơi tăng cao, lão đạo nhìn quẻ bàn, khẽ nói, không có mục đích rõ ràng, không có mục đích rõ ràng. Thẩm Thành bật thốt, nhất thời lại thất thần, tiếng tiêu vang lên sầu khổ, cố tiểu tan đứng trước cửa sổ, tay ấn ngọc tiêu, môi phấn khẽ thổi, đôi mắt không có tiêu cự. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vọng vào. Cô thu ánh mắt, xoay người, khẽ cười, "Vào đi." Cô nói rất nhẹ nhàng. kết, một nam tử mặc đồ bán hàng trong không người đi vào, cẩn thận đóng cửa lại, cung kính, hồi bẩm thánh nữ, "Có người báo tin tới." Hắn luôn cúi đầu, không dám nhìn Cố Tiểu Tang. Thiên ngoại kỳ thạch lại bị mất rồi. Cố Tiểu Tang cong khóe môi, nét mặt không chút cảm xúc, "Vâng, thiên ngoại kỳ thạch trong Tăng Hiền môn đã lại bị mất đêm qua." người bán hàng rong trả lời, cố tiểu Tang cắm ngọc tiêu vào hông, khẽ gật đầu, giống như lơ đảng hỏi, mấy ngày này có ngoại cảnh cường giả nào đi ngang qua Tam Sơn Tứ Thủy không? Người bán hàng rong cố gắng suy nghĩ một hồi, thôi ra có một đội thuyền tới gần, định đi Nam Hạ Hàng Nguyên, bái phỏng trịnh thị, hẳn là có ngoại cảnh cường giả tọa trấn, bình tân thôi thị gần đây không chịu an phận, thường xuyên bái phỏng các đại thế gia, sợ là có người đứng ngồi không yên. Cố tiểu tan khẽ cười, không tỏ rõ ý kiến, rút từ trong nhẫn ra một viên thuốc, búng cho người bán hàng rong, đi suốt ngày đêm tới đoạn hà đạo vào Hoàng Châu kia, ném thứ này vào trong nước, phải hoàn thành trước buổi tối ngày mai. Cô không có một lời nào uy hiếp, nhưng người bán hàng rong lại rùng mình, bật thuốc, thuộc hạ tuân mệnh, tất không để thánh nữ thất vọng, nếu không tự vẫn tạ tội. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, muốn chứng tỏ sự quyết tâm của mình, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt đó, một đôi mắt sâu thăm thẳm như tinh không, mỹ lệ như bầu trời sao đẹp đẽ mộng ảo, người bán hàng rong như bị sét đánh, ở sâu trong nội tâm bị thần không biết quỷ không hay hạ xuống một hạt giống ám thị, rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự sát để diệt khẩu, sau đó hắn vô tri vô giác cất viên thuốc đi, xoay người rời khỏi phòng, viên thuốc kia lớn bằng mắt người, một màu đỏ thẫm, cầm hơi nông nóng, rõ ràng không phải vật phàm, cố tiểu ta nhìn theo thuộc hạ đi xa, thật lâu bất động, sau đó khẽ cau mày, như rất đau đớn, sóng mắt lấp lóe sự linh động trong mắt bị tán đi, thay bằng thâm trầm và đạm mạc, như đã trải qua trăm ngàn thế luân hồi, nhìn thấu sự thay đổi của Hồng Trần. Mi tâm của cô hé ra, lộ ra những tia thanh lôi nhỏ xíu, tạo thành những chữ triện, tụ thành một hình vẽ cực trường rà nhưng đầy hoa lệ, đồ án áp xuống, ấn sâu vào trong da, biến mất. Sự linh động trong mắt cố tiểu tan cũng trở lại như cũ, tiểu tử, cô cười nhẹ, lụa trắng khẽ phất, cửa phòng khép lại, cố tiểu tan lại đến bên cửa sổ, Khóe miệng lại cong lên như cười như không huyền nữ truyền nhân xuất thế ứng thân thức tỉnh thiện tú mi liễu sấu ngọc nói về khả năng bố cục mình chẳng hề thua kém ai một phần là do thiên phú bản thân một phần là nhờ công pháp thần dị lịch duyệt và kiến thức tích lũy được nhìn chung khả năng lớn nhất trong tương lai cô sẽ vượt qua các bỉ nhạc đại nhân vật khác la giáo cũng vượt qua những môn phái và thế gia khi ngươi biết được nhiều hơn đối thủ vậy mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản thoải mái hẳn. Nước mưa tí ta tí tách, rửa sạch những viên gạch lót đường. Thiện Tú Mi đi vào lãm nguyệt lâu nhã gian, ngồi vào vị trí chủ vị, chung quanh không có một bóng người, tân khách còn chưa ai đến. Khu vực sông lớn ở địa phận Hoàng Châu chảy vô cùng xiết, thường thấy được xác người chết đuối trôi qua, dưới đáy nước, viên thuốc kia dần tan ra, lớp màu đỏ bao ngoài nhanh chóng tiêu tán, viên thuốc vỡ ra, lộ ra bên trong là một đoạn mũi kiếm gãy dài cỡ một đốt ngón tay, mũi kiếm được bao phủ một tầng băng, nó tỏa ra ánh sáng, xuyên qua dòng nước, sông thẳng lên trời, băng hàng chi khí sắc bén choáng đầy trời đất, đoàn tàu đi nam hạ, thôi thanh vũ đột nhiên mở mắt, trâu ngắn dưới cầm hơi rung động, khí tức thần binh, lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đã trở nên mơ hồ, lãm nguyệt lâu, một gian phòng yên tĩnh, cũng có người mắt lóe hàng mang, thần binh xuất thế, quan ảnh vạn vẹo, tiểu viện trở về yên tĩnh. Một vùng khỉ ho cò gáy, một ngoại cảnh cường giả đang đi ngang qua cũng quay đầu nhìn về phía làng ánh sáng kia, sau đó lấy ra một cái mặt nạ đeo lên mặt, là mặt nạ, thái ất chân nhân, thời thượng cổ, ngoài lãm nguyệt lâu, trong xe ngựa, cố tiểu tan trắng trong thuần khiết, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhìn ánh sáng quang hoa lướt qua, chuyện truyền nhân lôi thần quan hệ trọng đại, tố nữ đạo không thể chỉ để một mình ứng thân thiện tú mi xử lý, mà phải cử thêm ngoại cảnh cường giả, điệu hổ ly sơn, nhất đào nhị sĩ. Thiện Tú Mi đợi một lát, chợt có cảm ứng, đứng dậy đi tới cửa sổ, vừa vặn thấy một nữ tử áo trắng dơ dù giấy dầu viễn chuyển đi tới, cô chỉ bước một bước, đã tới bên cửa sổ, Thiện Tú Mi nghe thấy âm thanh như cầu nguyện vang lên bên tai, vô sinh lão mẫu, chân không gia hương, vô sinh lão mẫu, chân không gia hương, một ngón tay trắng muốt điểm tới, Thiện Tú Mi thân bất do kỹ hướng tới phía trước để nó chạm vào, đang lúc nguy hiểm, bỗng từ có sáu tia hàng quang bắn tới, từ cây đại thụ trước lãm nguyệt lâu, từ cửa hàng đối diện, từ tầng một bên dưới, vân vân, đồng loạt bao vây cố tiểu tang, khóa chặt các góc chết của cô, muốn bức cô phải rời khỏi thiện tú mi. Cùng lúc đó, từ ngoài nhã giang, một giải lụa bay vào, cuốn lấy eo thiện tú mi định kéo cô lùi lại. bảy đại thiên nữ hộ huyền chủ đối với các cô giúp thiện tú mi thoát khỏi nguy hiểm là lựa chọn đương nhiên. đúng lúc này, cố tiểu tang biến mất. cố tiểu tang như đã có đoán trước một chỉ vừa rồi chỉ là hư chiêu, thuận thế lao tới, chân hơi dịch, cơ thể xoay tròn, đã lại đi tới sau lưng Thiện Tú Mi, tay trái phất ra, điểm thẳng vào gáy của Thiện Tú Mi. Thiện Tú Mi đang bị giải lụa kéo về, trở thành chủ động đụng vào tay cô. Sáu giải lụa trắng mất đi cố Tiểu Tang, nhưng thế vẫn không giảm, thấy sắp đâm trúng Thiện Tú Mi, đành phải cố gắng biến chiêu, trở nên lộn xộn, bóng trắng lấp lóe, cố Tiểu Tang đã tách khỏi Thiện Tú Mi, xông vào những giải lụa như có một luồng khí mạnh đâm tới, làm các thiên nữ bị rối loạn bộ pháp, trở nên càng tới gần đại la yêu nữ. Lôi, kéo, túm, đẩy, tốc độ rất nhanh, bóng trắng như đang bay múa, các thân ảnh thi nhau ngã xuống, cố tiểu tan thời khắc đều không rời khỏi khu vực xung quanh thiện tú mi, vừa lấy cô làm tấm trắng, vừa dùng cô làm mồi dụ. Đến khi tán hoa thiên nữ ném giải lụa, gia nhập vào cuộc chiến, bảy đại thiên nữ chỉ còn lại có ba người mà thôi, thiện tú mi tỉnh lại, rút kiếm ra, đột nhiên sàn dưới chân hẩn đi, cô rơi thẳng từ lầu 2 xuống tầng 1, điều này cũng giúp cô thoát khỏi phạm vi kềm chế của cố tiểu tang. Ba thiên nữ còn lại quấn chặt lấy cố tiểu tang, không để cho cô đuổi theo, cố tiểu tang chỉ cười khẽ, huyền nữ truyền nhân rốt cuộc cũng không nhịn được mà ra tay. Sau đó, cô giết hết các thiên nữ, một đường đuổi theo, lại gặp mạnh kỳ, chuyện cũ đã qua ngàn năm, đã chìm vào quên lãng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha